Chương 141, Hóa Sinh Phù Trận. Bên ngoài phù sư tháp, khi một điểm sáng trong tầng 7 biến mất, vốn cái sân đầy tiếng động đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Loại im lặng quỷ dị này chỉ duy trì được trong chốc lát, ngay sau đó nó bị vô số tiếng động điên cuồng phá vỡ. Có điểm sáng biến mất, có người tiến nhập tầng thứ 8. Làm sao có thể? Tầng thứ 8 cho dù là tam ấn phù sư cũng rất khó tiến vào, là ai làm được điều này? Là ai vậy? Chu Thông hay Lâm Động? Ta thấy khả năng rất lớn là Chu Thông. Nói bậy, Lâm động đâu có kém gì Chu Thông. Nghe thấy những tiếng cãi vã bàn luận xôn xao, nham đại sư vốn đang ngồi cũng bật thoát dậy, nhìn chằm chằm vào tầng 8 phù sư tháp, đã nhiều năm rồi cái tầng đó chưa từng có một điểm sáng nào. Là ai vậy? Lẽ nào đúng là Lâm động? Lúc này, cho dù một người tu tâm dưỡng tính như nham đại sư cũng khó giữ được bình tĩnh, trong mắt tràn ngập sự khẩn trương và vẻ kích động, lão biết rõ tầng 8 tiến vào khó như thế nào, Lâm động và Chu Thông tuy rằng bản lĩnh không kém nhưng chắc chắn không có khả năng bước vào tầng thứ 8, vậy mà lúc này lại có người tiến vào, chứng tỏ hắn đã đoán sai rồi. Hiện giờ hắn không thể nào xác định nổi, người tiến vào tầng thứ 8 là Lâm Động hay là Chu Thông, không ai biết được trong tháp đang xảy ra chuyện gì. Vốn họ cho rằng, thắng bại chỉ khoảng một thời gian nữa sẽ rõ, dù sao hai người đồng thời ở tầng thứ 7, chỉ cần ai kiên trì hơn là thắng, vậy mà có người xông tới tầng 8 đã phá vỡ quy tắc này. Dựa theo quy củ của tháp đấu, không cần biết anh kiên trì được bao lâu, chỉ cần có người vượt lên được một tầng, cho dù chỉ đứng ở được ít thời gian, cũng sẽ được xử thắng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lâm Động và Chu Thông liều mạng, chỉ cần có thể leo lên tầng thứ 8 là có thể phân thắng bại. Nhưng hiện giờ Nham Đại Sư không biết ai đã bước chân vào tầng thứ 8. Nếu là Chu Thông, vậy thì Viêm Thành hoàn toàn thất bại, Phù Sư Tháp cũng sẽ đổi chủ, nhưng nếu là Lâm Động, Phù Sư Tháp này vẫn sẽ là vật của Viêm Thành. Trong lúc Nham Đại Sư khẩn trương, Hàn Duẫn cũng nắm chặt tay, nhưng mà sắc mặt hắn khó coi hơn một chút. Đối với Chu Thông, hắn hiểu rất rõ, nếu như người này dừng lại ở tầng thứ bảy, hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ. Nhưng muốn bước vào tầng thứ tám thì tỷ lệ cực thấp. Nói cách khác, người thành công bước vào tầng thứ tám rất có thể là tên tiểu tử lâm động. Nghĩ đến đây, khoái mắt Hàn Duẫn giật giật, hắn không ngờ vốn phe mình đã chắc thắng. Vậy mà chỉ vì lâm động xuất hiện đã làm cho thế cục thay đổi. Đây chỉ là suy đoán, không nhất định là thật, nói không chừng chu thông đột nhiên bạo phát cơ duyên xảo hợp tiến vào tầng thứ tám tiểu tử lâm động kia nhìn bề ngoài trông không giống một người có bản lĩnh làm sao có thể tiến vào tầng thứ tám lúc này hàn duẫn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy nhưng chẳng biết tại sao càng an ủi thì sự bất an của hắn càng lớn khi bên ngoài phù sư tháp chấn động thì trong tháp bản thân lâm động cũng có chút ngỡ ngàng diện tích của tầng tám nhỏ hơn mấy tầng trước một chút tuy không lớn nhưng mà tinh thần uy áp lại đáng sợ vô cùng Điều thần kỳ ở chỗ, lâm động lại chẳng có cảm giác áp lực nặng nề, đối với tinh thần uy áp có thể khiến người ta mất mạng này. Nguyên nhân là do bản mệnh linh phù. Lâm động cũng hiểu, bản chất của sự việc chính là hai quả bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung, đột nhiên hắn nhắm mắt, tinh thần chìm. Vào nê hoàn cung, quả nhiên nhìn thấy hai quả bản mệnh linh phù đã tự động hóa thành hai dòng xoáy. Mà làm cho lâm động khiếp sợ đó là, hai quả bản mệnh linh phù kia tự động thôn vệ tinh thần uy áp xển xệt. Linh phù này đúng là cổ quái đối với loại tình huống này lâm động sau khi sửng sốt thì chỉ biết cười khổ lắc đầu hắn hiểu mình có thể vượt qua được bức tường tinh thần cũng vì công năng kỳ dị này nếu không thì hắn sẽ không vượt qua nổi lúc trước đúng là có chút lỗ mãng nhớ tới chuyện lúc trước lâm động không nghĩ mà run nếu như bản mệnh linh phù không biến hóa thì chắc chắn bản thân hắn sẽ bị thương cực nghiêm trọng nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác nếu như hắn không tìm cách tiến lên một khi mà bị chu thông vượt qua thì viêm thành chắc chắn sẽ thua điều này buộc hắn phải liều mạng trước tiên đi tìm khí cấp tinh thần bí kỹ đã. Cười khổ một tiếng, Lâm Động đảo mắt, có bản mệnh linh phù hộ thân, hắn đã không còn sợ hãi tinh thần uy áp kia nữa, bây giờ hắn chỉ việc đi tìm thù lao của mình mà thôi. Diện tích của tầng 8 không lớn, hơn nữa đồ vật cũng không nhiều, sau khi đảo mắt một vòng, Lâm Động phát hiện ở phía trước không xa có một tấm bia đá. Lâm Động chậm rãi đi tới chỗ tấm bia đá, do có bản mệnh linh phù nên việc đi lại không còn khó khăn như trước, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn hắn đã xuất hiện trước tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chừng một trượng, không có quá nhiều điểm kỳ quái, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm nhận được tinh thần ba động từ bên trong nó truyền ra. Bạn đang đọc truyện tại http Chu Yên Phun. V nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, Lâm Động trần chờ một chút, sau đó khép hờ đôi mắt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ông. Ngay khi ngón tay Lâm Động chạm vào tấm bia đá, tinh thần ba động của nó lập tức khuếch tán, hóa thành một quỹ tích huyền ảo giữa không trung, trong quỹ tích đó có thể nhận thấy một số tinh thần thực thể đang lơ lửng giống như đang hình thành một trận pháp. Hóa sinh phù trận. Lâm Động nhìn chằm chằm vào những tinh thần thực thể này, sau đó trở nên mừng rỡ, Nham đại sư không lừa hắn, trong tầng 8 quả nhiên có chứa khí cấp tinh thần bí kỹ. Loại bí kỹ này chỉ cần dựa vào văn tự đã có thể phán đoán, các loại tinh thần bí kỹ phổ thông còn lâu mới bằng được nó. Lâm Động học thuộc không bỏ sót một chữ nào, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, lật bàn tay một cái, tinh thần lực lập tức biến thành một quỹ tích huyền ảo, bay vào trong đầu hắn, khi tinh thần lực kia chui vào trong đầu lâm động, trong óc hắn hiện lên hơn 10 trận đồ lớn nhỏ, những phù trận này cực kỳ tối nghĩa thâm ảo, lâm động chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy đau đầu, nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra, nếu học xong được những phù trận này, uy lực khi thi triển chắc chắn sẽ vượt qua tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa ba. Lâm động nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu hóa sinh phù trận mới thu được, qua khoảng một canh giờ, hắn từ từ mở hai mắt, hơi trầm ngâm, tâm thần khẽ động, có một đạo tinh thần lực từ trong nê hoàn cung tuôn ra sau đó di chuyển theo một quỹ tích kỳ quái, đây chính là trận pháp hóa sinh phù trận. Suy, Lâm Động không vẽ được bao lâu đã có một sai sót nhỏ, toàn bộ phù trận lập tức biến mất. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Động cười khổ một tiếng, thứ này quả nhiên vượt xa tinh cấp tinh thần bí kỹ, chỉ tính riêng độ khó khi tu luyện đã cao hơn gấp mấy lần. Từ từ rồi sẽ thành công, ta không tin đồ đã ở trong tay mà mình còn không luyện. Được. Lần đầu tiên thất bại không nằm ngoài dự liệu của Lâm Động, sau khi bình tĩnh lại, Hắn tiếp tục chăm chú cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tinh thần lực, vẽ một tinh thần phù trận cổ quái. Lực tẩy lễ của tầng 8 đương nhiên có công hiệu vượt xa tầng thứ 7, cho nên mỗi khắc trôi qua là tinh thần lực của Lâm động lại có một bước phát triển, cộng thêm bản mệnh linh phù liên tục cắn nuốt tinh thần uy áp, khiến cho tinh thần lực của hắn phát triển một cách rõ rệt. Tu luyện ở đây một cách có hiệu quả gấp mấy lần ở bên ngoài. Chuyện lên tầng thứ 9, Lâm động không dám lỗ mãng đi bừa, tuy nói có bản mệnh linh phủ tương trợ, nhưng hiện giờ tỷ thí đã thắng, lại có khí cấp tinh thần bí kỹ, hắn không có tâm trạng mạo hiểm. Cho nên lúc này Lâm Động bắt đầu hưởng thụ các loại tác dụng mà tầng 8 mang lại. Dường như việc tranh nhau vượt tháp đã kết thúc, cả tòa phù sư tháp trở nên yên tĩnh hơn nhiều, tất cả mọi người bắt đầu nhẩm tính thời gian, cứ thêm một ngày tinh thần uy áp sẽ mạnh hơn một bậc, bắt đầu loại trừ những người không đủ khả năng. Sự yên tĩnh này chính là sự dày vò đối với những người ở bên ngoài như nham đại sư, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết người thành công bước vào tầng thứ 8 thuộc về phe nào cứ qua một ngày lại có không ít phù sư trẻ tuổi mang theo sự không cam lòng từ trong phù sư tháp đi ra, tinh thần uy áp ngày một mạnh, bọn họ không cách nào chịu được. Đám phù sư sau khi từ trong phù sư tháp đi ra nhìn thấy sắc mặt của Nham đại sư thì hoảng sợ, lúc đầu họ tưởng rằng đã có biến cố, nhưng mà, sau khi hỏi thăm họ mới kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về vị trí của tầng 8, đã rất lâu rồi mới có người thành công bước vào tầng này. Người chỉ có một, nhưng người đó là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau sự chấn động là sự nghi ngờ và hiếu kỳ. Chương 142: Thắng bại. Dịch, Hoàng Oanh chỉ chớp mắt 6 ngày đã trôi qua, nhân số trong phù sư tháp không ngừng giảm đi, bên ngoài lại không ngừng tăng lên, trong sân đã đông nghịt người, ánh mắt của đám người này không hẹn mà cùng nhìn lên tầng 8 phù sư tháp, ở nơi đó có một điểm sáng không nhúc nhích tí nào. 6 ngày. Nham đại sư giật mình, hắn cũng giống như mọi người tập trung quan sát điểm sáng ở tầng 8. Vốn bọn họ cho rằng cho dù là Lâm Động hay Chu Thông thì cũng không kiên trì được lâu, nhưng lúc này họ lại hiểu, bọn họ đã đoán sai rồi. Khi chứng kiến điểm sáng kia ở trong tầng 86 ngày liên tiếp, nếu như không phải đám phù sư đều có lòng tin tuyệt đối vào phù sư tháp, thì sợ rằng sẽ có không ít người sẽ coi đó là một sự nhầm lẫn. Người này nếu như là Chu Thông, thì phù sư viêm thành chúng ta sẽ bị ép tới mức không ngóc đầu lên nổi, thậm chí ngay cả phù sư hội của Thiên Đô thành cũng bị uy hiếp sắc mặt của nham đại sư trở nên nghiêm túc hắn biết hậu quả của việc hôm nay tuy khẩn trương nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn một sự hy vọng đó chính là người thành công bước vào tầng thứ tám không phải là chu thông mà là lâm động nếu quả thật như vậy vậy thì chắc chắn sau này viêm thành sẽ có một vị linh phù sư có khả năng làm chấn động đại viêm vương triều linh phù sư có thực lực ngang ngửa với cường giả tạo hóa tam cảnh một ý nghĩ bạt núi thực lực này cho dù ở trong vương triều cũng sẽ thuộc hàng nhất lưu nhưng khi chưa xác định được người kia là lâm động hay chu thông thì bọn họ chỉ biết ngồi đợi bước sang ngày thứ bảy điểm sáng trong phù sư tháp chỉ còn lại lèo tèo số người có thể ở trong đó cho tới bây giờ toàn là những phù sư tinh anh của hai thành trưa ngày thứ bảy qua đi lưu long và tào chú sắc mặt âm trầm từ trong phù sư tháp bước ra bộ dáng người này có chút chật vật bàn tay dính đầy máu tươi nhưng trong mắt họ lại hiện thần quang hiển nhiên là việc tu luyện đã bù đắp cho họ rất nhiều hai người vừa mới đi ra đã thấy bên ngoài phù sư tháp có vô số bóng người họ sửng sốt cẩn thận đi tới bên cạnh hàn duẫn hàn sư sao vậy lưu long và tào chú đều bị cảnh tượng này làm chấn động dò hỏi hàn duẫn không trả lời chỉ vào phù sư tháp tào chú và lưu long thấy vậy cũng vội vã ngẩng đầu khi ánh mắt của họ nhìn thấy điểm sáng trong tầng thứ tám thì mồm há ra không ngậm lại được tầng thứ tám cố hít một hơi hai người lưu long và tào chú mừng như điên nói là chu thông đại sư huynh trong mắt của hai người này họ không bao giờ hoài nghi năng lực của chu thông trong viêm thành không có ai có thể tiến vào tầng thứ 8. Nhưng mà bọn họ vừa nói xong đã thấy môi Hàn Duẫn giật giật, im lặng không trả lời. Nhìn thấy bộ dáng của lão, sắc mặt hai người Lưu Long cũng biến đổi, thử hỏi, chẳng lẽ là Tử Nguyệt? Hàn Duẫn chậm rãi lắc đầu, cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, có thể là Lâm Động, nhưng mà khả năng của Chu Thông vẫn lớn hơn một chút. Có thể là Lâm Động. Nghe được câu nói này, thân hình Lưu Long và Tào chú run lên một cái, liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ cái tên kia sao có thể vượt qua được chu thông đại sư huynh nhất định là đại sư huynh lưu long miễn cưỡng cười nói nhưng khi nhìn nét mặt lo lắng của hàn duẫn nụ cười của hắn lại biến mất tào chú không dám nói nửa câu vốn họ nghĩ rằng sau sự kiện này sẽ ép cho lâm động phải nôn những thứ đã đoạt ra nhưng bây giờ hắn đã hiểu mình trêu chọc người này sẽ rước họa vào thân tổn thất lần này coi như là tiền ngu mua một bài học hắn tuy rằng là người cuồng ngạo nhưng không phải người ngu hắn biết rất rõ nếu như lâm động thực sự tiến vào tầng thứ tám vậy thì một người như hắn không có khả năng đả động sau khi hai người lưu long và tào trú ra khỏi tháp điểm sáng trong tháp chỉ còn lại có ba cái ba điểm sáng này đại biểu cho ba người gần kết thúc ngày thứ bảy điểm sáng trong tầng sáu biến mất sau một lúc có một bóng hình xinh đẹp màu tím xuất hiện ở ngoài cửa nhìn thấy tử nguyệt bên ngoài phù sư tháp ồ lên một trận nếu như tử nguyệt đã hiện thân thì hai điểm sáng kia chắc chắn là lâm động và chu thông khi tử nguyệt ra ngoài nhìn thấy một quảng trường đông nghịt người, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nàng đi tới trước mặt nham đại sư, nhẹ giọng nói, xin lỗi, lão sư. Ha ha, hết sức là được rồi. Nham đại sư cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nói, hơn nữa ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết. Nghe vậy, tử nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên phù sư tháp, khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy ở tầng 8 có một điểm sáng, hai tay ngọc lập tức nắm chặt, trong lòng kinh hãi dậy sóng. Là ai vậy? thanh âm tử nguyệt run run hỏi. Vẫn chưa rõ. Nham đại sư cười khổ một tiếng, nói, có thể là chu thông, cũng có thể là lâm động. Lâm động, tử nguyệt nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nàng không nghĩ tới một thiếu niên trong bề ngoài bình thường lại có thể phân cao thấp, với người giỏi nhất thiên hỏa thành. Ánh mắt của mình hóa ra quá bình thường. Tử nguyệt tự diễu lắc đầu, một thiếu niên bị nàng không quan tâm hiện giờ đã mang trọng trách quyết định sự vinh nhục của toàn bộ viêm thành. Khi Tử Nguyệt ra khỏi phù sư tháp, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ai cũng hiểu người tiếp theo ra khỏi tháp sẽ quyết định sự thắng bại của lần tháp đấu này. Trong sự dày vò, hai ngày nữa tiếp tục qua đi. Khi bước sang ngày thứ 9, bên ngoài phù sư tháp đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô, kèm theo những thanh âm đó là bầu không khí căng thẳng tới tột độ. Điểm sáng ở tầng 7 biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn vào cửa phù sư tháp. Người xuất hiện này sẽ quyết định sự thắng thua. Bên ngoài phù sư tháp trở nên yên tĩnh như tờ trong lúc chờ đợi mọi người còn nghe được cả tiếng bước chân vang lên trong tháp có một thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện nam tử đứng ở cửa phù sư tháp trông có vẻ hơi cụt hứng và ẩy oải bên ngoài phù sư tháp không một tiếng động gió nhẹ phất phơ thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất chu thông khi nhìn rõ người đứng ở cửa trong đầu hàn duẫn xuất hiện cảm giác mê muội trong mắt lưu long và những phù sư tới từ thiên hòa thành xuất hiện sự chấn động không thể tin lúc này họ lại đưa mắt nhìn về phía điểm sáng ở tầng thứ 8 sau khi xác nhận điểm sáng kia vẫn còn tồn tại, họ mới hít một hơi lạnh. Đáp án đã có, người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải là Chu Thông, mà là Lâm Động. Sự im lặng chỉ giữ được trong chốc lát, ngay sau đó vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của phù sư Viêm Thành. Liên tiếp hai năm họ thua trong tay Viêm Thành, lần cuối cùng họ đã giành thắng lợi. Nghe thấy những tiếng hoan hô rung chuyển mặt đất, khuôn mặt già nua của Nham Đại Sư cũng nở nụ cười. Lão như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lần này lão đã thắng ở bên cạnh nham đại sư, tử nguyệt mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8, sự lạnh lùng trong đôi mắt đã tan dã rất nhiều, cho dù nàng có lãnh ngạo ra sao, nhưng với biểu hiện kinh người của lâm động hiện giờ, nàng không khỏi không nói một tiếng tâm phục. Phục, trong vô số tiếng hoan hô, chu thông trầm mặc đi ra đứng trước mặt hàn duẫn, cố sức xoa mặt làm giảm bớt sự chán trường, thần quang lại hồi phục. Đi thôi, quay về thiên hỏa thành. Chu Thông nói với Hàn Duẫn một cách bình tĩnh, Hắn không suy sụp vì thất bại lần này. Thấy Chu Thông vẫn bình tĩnh như thường, Hàn Duẫn cười khổ một tiếng, cũng không có trách cứ cái gì, tâm tính của người này lão phải bội phục, sau này dù có kém lâm động nhưng thành tựu sẽ không nhỏ. Sau khi Chu Thông nói một câu như vậy, đám phù sư thiên hỏa thành lập tức cất bước, những phù sư viêm thành lập tức tách thành một con đường cho họ ra ngoài. Khi đi qua chỗ Nham đại sư, Chu Thông đột nhiên dừng bước, sự chú ý của mọi người cũng theo đó tập trung lên người hắn nham đại sư xin chuyển cáo tới lâm động lần này ta thua tâm phục khẩu phục nhưng mà lần sau ta sẽ vượt hắn nói xong câu này chu thông không dừng lại tiếp tục đi ra ngoài biến mất trong tầm mắt của mọi người người này bại không nản đúng là một nhân vật đáng sợ nhìn theo thân ảnh chu thông nham đại sư khẽ thở dài một tiếng nói đám phù sư xung quanh nghe chu thông nói vậy cũng gật đầu tuy rằng thất bại nhưng khí độ của người này đã khiến người khác tâm phục khẩu phục nham đại sư mỉm cười xoay đầu lại nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8. Ha ha, nhưng mà lâm động của viêm thành chúng ta về sau chắc chắn sẽ là một đại nhân vật. Chương 143, Tam ấn phù sư. Khi bên ngoài phù sư tháp náo nhiệt vô cùng, thì trong tầng 8 vẫn im lặng không tiếng động, lâm động ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, giống y như một bức tượng không nhúc nhích tí nào. Tuy nói thân hình lâm động không nhúc nhích tí nào, nhưng mà quanh thân hắn tràn ngập hấp lực cực mạnh, dưới loại hấp lực này, tinh thần ba động trong tầng thứ 8 đều bị hắn hút vào, Cuồn cuộn không ngừng viến vào bên trong Nê Hoàn Cung. 10 ngày, tính từ sau khi tiến vào tầng thứ 8, Lâm Động đã ở trong này 10 ngày, trong 10 ngày này, tinh thần lực của hắn tăng trưởng một cách mạnh mẽ. 10 ngày ngắn ngủi nhưng hiệu quả thu được tương đương với nửa năm bên ngoài. Đương nhiên, có được thành quả này là do bản mệnh linh phù hóa thành dòng xoáy linh phù, lực lượng thôn phệ này đáng sợ tới mức có thể thôn phệ tinh thần uy áp, biến nó thành tinh thần lực chứa đựng trong Nê Hoàn Cung. 10 ngày, Lâm Động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiếp cận tam ấn dựa theo tốc độ này chắc chắn không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá tiến vào tam ấn phù sư loại tốc độ này chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung dù sao thì nham đại sư cũng đã nói cho dù lâm động có thể tiến vào tầng thứ tám nhưng cũng phải mất chừng nửa năm mới có thể đột phá tới tam ấn phù sư nhưng lúc này lâm động đã rút ngắn khoảng thời gian đó hơn chục lần tuy nói tuyệt đại bộ phận công lao đều là công của bản mệnh linh phù nhưng có được tốc độ này đúng là rất dọa người theo thời gian trôi qua, thân ảnh ngồi xếp bằng trước tấm bia đá đột nhiên run lên, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong đó dệt qua một tia sáng. Lâm Động mở hai mắt, trầm ngâm một lát, sau đó nhấc tay, một đạo tinh thần lực tự trong nê hoàn cung tuôn ra dữ dội, nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt hắn theo những đường vẽ kỳ lạ, từ từ tạo thành một cái phù trận nho nhỏ huyền ảo. Lâm Động nhìn chăm chú vào phù trận, trong 10 ngày này hắn thất bại vô số lần, muốn sử dụng tinh thần lực vẽ phù trận phức tạp, không chỉ có yêu cầu cực kỳ hà khắc về trình độ điều khiển, mà còn yêu cầu không được phân tâm, chỉ cần hơi sơ ý một chút là có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun. Bên trải qua vô số lần thất bại, việc ngưng tụ tinh thần lực của Lâm Động càng lúc càng thuần thục, việc vẽ hình dáng của phù trận không còn khó khăn như trước. Khi Lâm Động hết sức chăm chú thì một cái phù trận cũng hình thành ở giữa không trung, trải qua một khoảng thời gian khá lâu, khi bước cuối cùng hoàn tất, một phù trận hoàn mỹ được tái hiện ông. Sau khi phủ trận hình thành, một tiếng ông kỳ lạ lập tức vang lên, truyền khắp tầng thứ 8, ngay sau đó, một cỗ tinh thần ba động cực kỳ cường hãn từ trong phủ trận tuôn ra. Tinh thần ba động thật mạnh. Cảm nhận được ba động từ trong phủ trận tuôn ra, Lâm Động hơi chấn động, đây là uy lực của khí cấp tinh thần bí kỹ sao? Hóa ra nó cường hạn tới mức độ này. Nếu như lúc đối chiến với Ngụy Thông, Lâm Động có hóa sinh phủ trận, này, hắn tuyệt đối có lòng tin sẽ đánh cho Ngụy Thông không có lực phản kích, sau một lúc cảm nhận sự cường đại của hóa sinh phù trận, lâm động mừng rỡ, chợt vung tay lên, cái phù trận đang lơ lửng trên không trung chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng vô hình phóng vào trong mắt lâm động. Loại phù trận này nếu đã vẽ thành công thì sau này lúc nào cũng có thể sử dụng, sau này khi đối chiến. Với người khác không cần phỉa vẽ lại nữa, chỉ cần triệu hóa phù trận ra ngoài, quán chú tinh thần lực là có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu. Nhưng mà nếu như mầm mống phù trận bị người khác đánh tan, sẽ khiến cho bản thân bị thương, coi như là họa phúc tương y một. Một họa phúc tương y, may dở cùng tồn tại đem phù trận thu vào trong mắt, đồng thời nuôi nó trong nề hoàn cung, lâm động lúc này mới thở dài một hơi, trải qua thời gian tu luyện trong phủ sư tháp, lâm động mới sơ bộ nắm được hóa sinh phù trận, chỉ cần sau này tu luyện tốt thì đây sẽ là một sát chiêu cường đại nhất của hắn. Sau khi tu luyện thành công hóa sinh phù trận, lâm động mới có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung tu luyện tinh thần lực. Ngồi xếp bằng ở trước tấm bia đá, lâm động cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng sau đó chìm đắm trong trong nê hoàn cung hiện giờ trong nê hoàn cung tràn ngập vô số tinh thần lực hai cái dòng xoáy linh phù xoay tròn không mệt mỏi không ngừng hấp thu tinh thần lực tinh thuần từ bên ngoài quán chú vào trong dòng xoáy đối mặt với việc hấp thu không ngừng này dòng xoáy linh phù như một cái động không đáy không biết thế nào cho đủ nhưng mà bản thân lâm động vẫn cảm nhận được trong dòng xoáy linh phù có một cỗ tinh thần lực vô cùng cường hãn đang ngưng tụ đợi tới lúc dòng xoáy linh phù ngừng lại hắn có thể thành công tiến vào tam ấn phù sư. Sau khi chú ý quan sát dòng xoáy linh phù, Lâm Động cũng phát hiện một điều, hình như hắn không nắm giữ được toàn bộ dòng xoáy linh phù, cái dòng xoáy này tự động vận mạnh, cho dù hắn không có ý điều khiển thì dòng xoáy đó vẫn vận chuyển không biết mệt mỏi, hấp thu vô số tinh thần lực trong tầng thứ 8 này. Đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy một viên đan hòn trong càn khôn đại nuốt vào miệng, hai mắt nhắm lại, Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn đã bắt đầu hiểu được chỗ thần kỳ ở nơi này, vất vả lắm mới xông lên được đây, đương nhiên phải tu luyện cho đủ rồi mới rời đi. Hiện giờ bên ngoài phù sư tháp dòng người đông nghịt không còn nữa, chỉ có đám người nham đại sư mỗi ngày đều tới nơi này, đợi tên ra hỏa trong tháp ra ngoài. Lúc đầu, khi thấy lâm động kiên trì trong tháp được 10 ngày, đám người nham đại sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, ai cũng biết tinh thần uy áp ở tầng thứ 8 mạnh thế nào, có thể kiên trì ở đó 3, 4 ngày đã là rất giỏi rồi. Vậy mà lâm động ở trong đó 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài. Nhưng mà trạng thái khiếp sợ của họ dần dần biến thành chết lặng, đặc biệt khi bọn họ thấy lâm động ở trong phù sư tháp 20 ngày, khuôn mặt họ dạy ra, nếu như lâm động ở trong đó cả đời thì họ cũng chỉ biết chết lặng ngật đầu. Bên ngoài phù sư tháp, nham đại sư ngẩng đầu nhìn vào điểm sáng trong tầng thứ 8, xoay cổ nói, 24 ngày, người này chẳng nhẽ không định ra ngoài hay sao? Trong phù sư tháp tinh thần uy áp rất mạnh, người kia sao có thể chịu được? Ở bên cạnh hắn, Tử Nguyệt nhíu mi, có chút nghi ngờ nói. Ai biết? Nham Đại Sư cười khổ một tiếng, hắn mặc dù có chút lòng tin đối với Lâm Động, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ rằng Lâm Động có thể vượt lên tới tầng 8, đồng thời lại còn ở trong đó tận 24 ngày. Phải biết rằng, Phù Sư Tháp tồn tại ở Viêm Thành đã bao nhiêu năm, nhưng người ở trong đó 20 ngày thì cực ít, đặc biệt là còn ở tầng thứ 8, vậy thì ít như Lông Phượng và Sừng Lân. Hai, hai, Lông Phượng và Sừng Lân, Nguyên Văn Phượng Mò Lân giác người có thể ở trong đó lâu như vậy, sau này chắc chắn là một nhân vật đại danh vang dội khắp đại viêm vương triều. Có thể đã xảy ra chuyện gì không? Tử Nguyệt hơi có chút lo lắng nói. Nghe vậy, sắc mặt nham đại sư hơi đổi, trầm mặc một chút, nói, chắc không đâu, nhưng mà đợi thêm hai ngày nữa. Nếu lâm động vẫn chưa ra, thì ta sẽ tự mình vào trong đó xem một cái. Trong phù sư tháp tinh thần uy áp quá mạnh, cho dù là ta cũng không thể khinh thường. Tử Nguyệt khẽ gật đầu, đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tầng thứ tám ở nơi đó nàng cảm nhận thấy được một cỗ tinh thần ba động rất mạnh là tinh thần ba động của lâm động nham đại sư cũng đồng thời phát hiện hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng thứ tám của phù sư tháp ánh mắt trở nên nghiêm túc chậm rãi nói cái tên nhóc kia thảo nào lâu như vậy không ra hoa ra hắn muốn đột phá tới tam ấn phù sư làm sao có thể tử nguyệt kinh hãi hô lên phù sư tháp tuy có tác dụng vô cùng đối với việc ngưng luyện tinh thần lực nhưng dù sao nó cũng không phải là nghịch thiên làm sao có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi giúp con người đột phá từ nhị ấn tới tam ấn đúng là không thể nào nhưng sự thực đã hiện ra tuy vậy đột phá thành công hay không còn rất khó nói nham đại sư cười khổ một tiếng cái loại tinh thần ba động này rất mạnh đây đúng là do lâm động làm ra trong khi hai người nói chuyện tinh thần ba động càng lúc càng mạnh khiến cho cả nham đại sư cũng phải giật mình ba động thế này tam ấn phù sư bình thường sao có thể sánh bằng Bí mật trên người của tên kia chắc chắn không ít. Trong khi đám người nham đại sư đang kinh dị, vì tinh thần ba động khuếch tán từ trong phù sư tháp ra ngoài, ở trong tầng thứ 8, nề hoàn cung của lâm động cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Hai cái dòng xoáy linh phủ chẳng biết dung nhập vào với nhau từ lúc nào, cỗ tinh thần ba động cường hãn cũng từ trong đó không ngừng khuếch tán ra ngoài. Ông ông, khi tinh thần ba động khuếch tán, dòng xoáy linh phủ cũng trở nên vặn vẹo, một lát sau nó biến thành một quang phù huyền ảo trên quang phủ có hai cái khe, càng lúc cái khe càng rộng, cuối cùng vỡ tung biến thành ba cái linh phù lơ lửng trong nê hoàn cung. ầm, um, khi ba cái bản mệnh linh phù xuất hiện, trong nê hoàn cung của lâm động lập tức xuất hiện một cơn lốc tinh thần, ba động khủng khiếp từ trong đó không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập vào trong cơ thể lâm động, xương cốt trong cơ thể của lâm động lúc này như run lên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một cỗ tinh thần ba động lập tức lao ra, phát ra một tiếng huyết lanh lảnh, tinh thần lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Khi cố tinh thần lực mạnh mẽ dị thường bạo phát, bên ngoài phù sư tháp, đám người nham đại sư hít sâu một hơi, thì thào nói, tên kia, vậy mà lại thành công. Chương 144, tổ phù. Ẩm. Tinh thần lực ba động mạnh mẽ như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt, từ trong tầng thứ 8 phù sư tháp quét ra ngoài, tinh thần uy áp của nơi này bị đánh bay, uy áp không còn là mấy. Trước tấm bia đá, hai mắt Lâm Động giống như sao sáng, lấp lánh dọa người sau một lát độ sáng và tinh thần lực ba động mới giảm bớt và dần biến mất phù lâm động phun ra một luồng khí trắng thật dài đứng dậy tinh thần uy áp vốn bị biến mất nay đột nhiên phủ xuống nhưng mà hiện giờ tinh thần lực của lâm động đã tăng mạnh tinh thần uy áp này chỉ khiến hai vai hắn hơi trùng xuống không làm khó được thân hình có lẽ là do dòng xoáy linh phù đã biến mất tinh thần uy áp này khiến cho lâm động giật mình trong nê hoàn cung bây giờ đã có ba viên bản mệnh linh phù hấp lực không còn nữa làm cho tinh thần uy áp phủ xuống tam ấn phù sư cảm nhận được cái tinh thần uy áp đã từng khiến cho mình chết đi sống lại nay không còn bao nhiêu lực uy hiếp lâm động cười cười tam ấn phù sư đúng là mạnh hơn nhị ấn phù sư nhiều lắm nếu như không thì hiện giờ hắn đã bị tinh thần uy áp này đè dán xuống sàn tháp rồi đây đúng là một nơi tu luyện tốt lâm động duỗi thắt lưng một lát hành trình vào trong phù sư tháp này đã có thu hoạch cực kỳ phong phú không chỉ có được khí cấp tinh thần bí kỹ mà quan trọng nhất là chỉ trong vòng một tháng hắn đã thuận lợi đột phá tới tam ấn phù sư điều này mới chính là một giấc mộng khiến cho lâm động giật mình với sự kỳ dị của bản mệnh linh phù thực lực của lâm động hiện giờ chỉ là tam ấn phù sư nhưng sức mạnh chân chính đã có thể sánh ngang với một tứ ấn phù sư phổ thông tứ ấn phù sư có thể chống lại được cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cho nên hiện giờ lâm động đã có thực lực giao thủ với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tuy rằng không thể bằng nhưng cũng không còn kiêng kỵ như trước kia tuy nói phù sư tháp là một nơi tu luyện tinh thần lực cực kỳ tốt nhưng ở chỗ này kiên trì hơn 20 ngày đã là cực hạn của Lâm Động rồi, huống chi bây giờ dòng xoáy linh phủ đã biến mất, kiểu gì hắn cũng sẽ bị tinh thần uy áp ở đây đẩy ra ngoài. Cũng nên ra ngoài thôi. Lâm Động thì thào tự nói một tiếng, đang định xoay người, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía bức tường tinh thần lên tầng thứ 9, đây chính là con đường bước tới tầng cuối cùng. Lâm Động chăm chú nhìn vào cái bức tường tinh thần, sắc mặt biến đổi liên tục, đối với tầng 9 phù sư tháp, hắn cực kỳ tò mò, tầng thứ 8 đã có khí cấp tinh thần bí kỹ, Vậy ở tầng thứ 9 sẽ có vật gì? Đứng tại chỗ, Lâm Động do dự trong chốc lát. Nếu như nói không tò mò gì với tầng thứ 9, đương nhiên là nói dối. Nhưng mà cũng chẳng ai biết được, trong tầng thứ 9 nguy hiểm tới mức nào. Tới thử một lần cũng tốt, dù sao cũng phải ra ngoài. Nếu như thất bại thì cùng lắm bị đẩy ra ngoài ngay lập tức mà thôi. Trần trừ một lúc lâu, Lâm Động mới cắn răng, vất vả lắm mới lên được tầng thứ 8. Nếu như bỏ qua tầng thứ 9 thì thực là đáng tiếc. Nếu đã quyết định. Lâm Động không còn chần chờ, nhanh chóng bước tới vị trí của bức tường tinh thần. Tuy nói dòng xoáy linh phủ đã biến mất, nhưng với tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động muốn kháng cự đương nhiên có thể làm được, mất một thời gian mới tới được bức tường tinh thần, Lâm Động hơi trầm ngâm sau đó mới bước vào. Đông. Khi Lâm Động xông vào bức tường tinh thần tầng thứ 9, một thanh âm trầm thấp từ trong đó truyền ra, một cỗ áp, lực cực kỳ khủng bố xuất hiện, khiến cho thân hình Lâm Động như muốn bắn ra ngoài. Hừ. Nhận thấy lực bài xích đã xuất hiện, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, ba viên bản mệnh linh phù, trong nê hoàn cung nhất thời phát ra một cỗ tinh thần lực hùng hậu, trực tiếp kháng cự lại lực bài xích của bức tường tinh thần. Tinh thần ba động hỗn loạn không ngừng từ trong bức tường tinh thần khuếch tán ra xung quanh, thân hình Lâm Động lúc này như được đóng đinh ở trong đó, nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, không phải là hắn không nhúc nhích, mà tốc độ của hắn cực kỳ chậm, không ngừng tiến vào trong bức tường tinh thần. Cứ rằng cơ như vậy chừng 10 phút, mỗi một nhích chân tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng cho dù tinh thần ba động mạnh tới mức nào cũng không thể ép lâm động lùi bước phá cho ta trải qua quá trình giằng co liên tục lâm động đã hơi mất kiên nhẫn có tia sáng sệt qua hai mắt ba viên bản mệnh linh phủ trong nê hoàn cung hơi co lại sau đó căng phồng lên ẩm ba viên bản mệnh linh phủ bành trướng tuôn ra một cỗ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ giống như một cơn lốc trực tiếp ép cái vũng bùn sền sệt này giặt ra ngoài tận dụng khoảnh khắc tinh thần lực sền sệt bị đẩy ra lâm động nhanh chóng bước vào trong thân hình chỉ lóe lên một cái đã biến mất. Một lát sau, Lâm Động xuất hiện, hắn thấy trước mắt tối sầm, phải mất một thời gian mới khôi phục lại được, ngay lập tức hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Phù sư tháp tầng thứ 9 vô cùng phổ thông, diện tích cực nhỏ, chỉ rộng chừng 10 trượng mà thôi, trên mặt đất phủ đầy bụi, nếu so sánh với tầng dưới thì ở đây vô cùng bừa bãi. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người, hiển nhiên là hắn bất ngờ, không ngờ tầng thứ 9 thần bí lại phổ thông như vậy, chẳng có chút thần kỳ nào cau mày, Lâm Động tỉ mỉ quan sát tầng thứ 9, một lát sau hắn nhìn chăm chú vào hai bức tường của tháp, ở trên đó có rất nhiều đường nét mờ mờ, có chút khó hiểu, trải qua một phen quan sát kỹ lưỡng, Lâm Động nhận ra những đường nét mờ mờ này, dường như là phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Phù văn cổ xưa phức tạp làm cho Lâm Động vắng đầu hoa mắt, nhưng nó dường như lại ẩn chứa đạo lý của thiên địa, làm cho người nhìn trầm mê trong đó, thật là thần kỳ. Lâm Động trước tiên nhìn vào phù văn ở bức tường bên trái, hắn đột nhiên phát hiện cái phù văn cổ xưa giống như bình thường kia đang tản mát ra một cỗ hấp lực bản mệnh linh phù ở trong nê hoàn cung của hắn đang có dấu hiệu muốn bay ra ngoài nhận thấy cảnh tượng quỷ dị này lông tơ trên người lâm động dựng đứng cả lên vội vàng lùi ra phía sau hắn quá bất ngờ phù văn bình thường trông giống như một bức tranh của người nào đó vẽ trên tường cũng không phải do tinh thần lực ngưng tụ sao lại có năng lực quỷ dị như vậy lực hút khi nhận ra loại năng lực quỷ dị này sắc mặt lâm động hơi đổi Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên tường, hắn đã cảm nhận được một sự tương đồng giữa những phù văn trên tường và bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn cung. Đương nhiên, đây chỉ là một chỗ giống nhau, bản mệnh linh phù trong nề Hoàn cung của hắn không phức tạp thâm ảo như phù văn cổ xưa kia, giống như nó được đơn giản hóa đi vô số lần. Trong lòng Lâm Động lúc này kinh hãi dậy sóng. Lẽ nào, bản mệnh linh phù mà hắn tu luyện có mối quan hệ đặc biệt nào đó, phù văn cổ xưa thần bí ở đây? nhớ lại năng lực quỷ dị của bản mệnh linh phù sắc mặt của lâm động trở nên cổ quái không hiểu phù văn cổ xưa kia là thứ gì phù văn này đến tột cùng là thứ gì lâm động thì thào tự nói nhìn lên tường quan sát loại năng lực quỷ dị đáng sợ của phù văn nếu như những phù văn bực này bị người ta ngưng luyện thành bản mệnh phù văn vậy nó sẽ có năng lực nghịch thiên như thế nào phát hiện cổ phù thần bí làm cho lòng lâm động dối như tư vò hắn không nghĩ ở đây có thể gặp được thứ này hơn nữa dường như bản mệnh linh phù của hắn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với phù văn kia. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Lâm Động há miệng, đảo mắt qua những phù văn ở trên tường, một lát sau, hắn nhìn chăm chú vào một góc, ở nơi đó có một số chữ viết, chắc là đã tồn tại qua vô số năm, cho nên hơi mờ, Lâm Động phải nhìn một lúc lâu mới nhận rõ được hai chữ. Tổ phù. Nhìn hai chữ không rõ kia, trong lòng Lâm Động hiện lên một sự kính nể, thậm chí ngay cả ba viên bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung cũng chấn động rất nhỏ. Tổ phù, là cái gì? Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, thì Thảo tự nói, trong thiên địa, phù sư lấy tinh thần lực ngưng tụ bản mệnh chi phù, tạo ra vô số phân nhánh, có đẳng cấp khác nhau, nhưng phù ấn cường đại nhất trong thiên địa chính là tổ phù, tổ phù không phải do con người sáng tạo ra, mà do quy tắc của thiên địa ngưng tụ thành, mỗi một viên tổ phù đều có năng lực thông thiên, tổ phù giả là loại người cường đại nhất trong thiên địa. Trong lúc Lâm Động đang ngỡ ngàng, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu thanh âm này là của tiểu điêu. Người đã tỉnh rồi. Nghe được thanh âm này, Lâm Động vui mừng hỏi. Ừ, trên bả vai của Lâm Động có một đạo ánh sáng ngưng tụ, thân hình tiểu điêu hiện ra, nó nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên hai bức tường, thở dài thì thào nói, đúng là không ngờ, ở một nơi nho nhỏ như thế này lại có sự tồn tại của tổ phù. Chương 145, bản đồ tinh thần. Tổ phù này cường đại như vậy sao? Thấy con tiểu điêu thần bí cũng phải kính nể tổ phù, Lâm Động cảm thấy kinh ngạc chợt vui vẻ nói, vậy thì chẳng phải ở đây có hai cái tổ phù hay sao? Tiểu tử, trong ngươi mơ mộng thực là ngu ngốc. Tiểu điêu nhìn lâm động như nhìn một thằng ngốc, cười nhạo nói, tin tức tổ phù nếu xuất hiện ở trong đại viêm vương triều, chẳng cần tới hai quả, chỉ cần một quả cũng sẽ khiến cho thiên hạ rối loạn long trời lở đất. Một cái đại viêm vương triều nhỏ nhỏ mà muốn giữ được thần vật thế này ư, đúng là nằm mơ. Bị tiểu điêu khinh thường, lâm động có chút xấu hổ, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình đúng là quá viển vông hai cái tổ phù mà ngươi nói ở đây chỉ là thác ấn mà thôi, đây là phù văn do người ta lưu lại, người lưu lại chắc chắn là người đã nhìn thấy hai hai cái tổ phù này, hắc, mà người này đúng là có bản lĩnh, lại có khả năng phát thảo ra phù văn của hai cái tổ phù, phải biết rằng, tổ phù là vật do quy tắc thiên địa ngưng tụ, muốn vẽ phát thảo hình dáng của nó linh phù sư bình thường không thể nào làm nổi. Người khắc họa thành công hai cái tổ phù chắc chắn là người có thực lực tương đối cao. Tiểu Điêu nhìn thoáng qua hai cái tổ phù do phù văn cổ xưa hình thành, nói, nếu như vị tiền bối kia đã nhìn thấy tổ phù vậy thì chắc chắn sẽ biết nó ở chỗ nào lâm động thử hỏi nghe vậy tiểu điêu trầm mặc một chút sau mới khẽ gật đầu cũng có khả năng này tổ phù ẩn giấu trong thiên địa tổ phù giả toàn là những người có tiếng tăm lừng lẫy không biết người này ở nơi nào mà lại nhìn thấy tận hai cái tổ phù trong thiên địa có tổng cộng bao nhiêu cái tổ phù lâm động có chút hiếu kỳ hỏi hắn biết đối với cái loại thần vật như thế này ngay cả nhìn hắn cũng không đủ thực lực nhưng mà trong lòng vẫn hiếu kỳ theo ta được biết, trong thiên địa dường như có tổng cộng 8 cái tổ phù, năm đó ta gặp một vị cường giả mang một cái tổ phù, thực lực của người này vô cùng khủng bố, ngay cả ta ở trong thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Điêu trầm ngâm nói, đối với chuyện Tiểu Điêu trong thời kỳ đỉnh phong mạnh như thế nào, Lâm Động không biết, nhưng mà từ trong giọng nói của con trồn này, Lâm Động nhận ra nó chắc chắn phải vượt qua tạo hóa tam cảnh, thậm chí đã đạt tới cả niết bàn cảnh. Vậy mà khi đứng trước cường giả có tổ phù, nó vẫn không địch nổi không biết thực lực của người kia khủng bố như thế nào tám cái tổ phù cực kỳ thần bí người này có thể may mắn nhìn thấy hai cái tổ phù đúng là có chút bản lĩnh căn cứ vào hai cái thác ấn phù văn trên hai bức tường này ta nhận ra nó không phải là cái tổ phù trước kia ta nhìn thấy hai cái tổ phù này có khả năng còn chưa hiện thế tiểu điêu nói ý của ngươi này sẽ có một cái tổ phù tương tự như bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung của ta lâm động trầm mặc một chút đột nhiên thử hỏi hắn rất muốn biết điều này Vốn tưởng bản mệnh chi phù của hắn chỉ là phù ấn bình thường, vậy mà không ngờ nó lại có lai lịch không nhỏ. Điều này, nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy, Tiểu Điêu cũng phải trầm ngâm một lúc rồi mới nói, bản mệnh linh phù của ngươi chắc chắn có mối quan hệ nào đó với tổ phù, nếu như ta đoán không sai, thì có lẽ đây chính là phù văn do một vị cao nhân nào đó lĩnh ngộ được từ tổ phù, có thể nói đây là một thứ được mô phỏng từ tổ phù. Nếu là như vậy thì vị cao nhân kia sẽ vô cùng mạnh, ta đã sống nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa từng nghe nói ai đủ khả năng hiểu thấu đáo tổ phù, càng không nói tới chuyện từ nguyên hình của tổ phù lĩnh ngộ ra được phù văn ảo diệu. Nói đến câu cuối cùng, trong thanh âm của tiểu điêu hiện lên sự bội phục. Lâm động khẽ gật đầu, nói vậy thì hắn biết vậy, thứ này hắn ngẫu nhiên có được, không có cách nào biết được cái cổ tuyển phù ấn, này là do vị cao nhân nào sáng tạo ra. Đáng tiếc, ở đây chỉ có thác ấn tổ phù, nếu như có được một cái tổ phù thì quá tốt, thứ này mới chính là thần vật của trời đất. Tiểu điêu có chút tiếc nuối nói lâm động nhún vai trong lòng hắn cũng cảm nhận thấy như vậy tổ phù này tuy rằng cường đại nhưng đối với hắn là một sự xa vời mục tiêu trước mắt của hắn hiện giờ chỉ là muốn bảo hộ lâm ra đạt được một thành tích không tệ trong tộc hội của dòng họ lâm hoàn thành tâm nguyện mấy chục năm của lâm trấn thiên mà thôi ở đây không còn gì thú vị nữa đi thôi lâm động phất phất tay định xoay người rời đi chờ một chút nhìn thấy lâm động định đi tiểu điêu vội vã kêu lên nó chỉ vào một bức tường nói đem bản mệnh linh phù của ngươi dán lên phù văn của vách tường. Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động khẽ nhíu mày, hắn trần chờ một chút rồi cũng triệu hoán hai quả bản mệnh linh phù, trong Nê Hoàn cung ra ngoài, nhưng vì an toàn, hắn để lại một quả. Bản mệnh linh phù phát ra ánh sáng ở giữa không trung, Lâm Động cẩn thận từng tí một điều khiển một quả hướng tới một bức tường. Ông. Dưới cái nhìn khẩn trương của Lâm Động và Tiểu Điêu, bản mệnh linh phù khi tới gần bức tường thì đột nhiên chấn động, sau đó thoát khỏi sự khống chế của Lâm Động hóa thành một cái dòng xoáy linh phù, biến cố này làm cho Lâm Động cả kinh, vội vàng thu hồi bản mệnh linh phù, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn đã mất đi sự khống chế với bản mệnh linh phù. Đừng hoảng hốt, chỉ là một quả bản mệnh linh phù mà thôi, mất rồi có thể tu luyện lại được, nếu như đạt được thu hoạch thì mất 100 viên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lâm Động kinh hãi, Tiểu Điêu ở bên cạnh vội vàng nói: "Ngươi đừng có hại ta đấy." Lâm Động cắn răng, nói: "Trời, nếu như không phải lúc trước ngươi giúp ta, thì điêu Gia chẳng thèm nói cho ngươi biết, tổ phù chính là thần khí của phù sư, nếu như ngươi có được nó, thì điêu Gia đảm bảo sau này thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp thiên địa. Tiểu điêu bĩu môi, nói một cách khinh thường. Trong khi lâm động và tiểu điêu nói chuyện, cái dòng xoáy linh phù kia cũng tản mát ra một cỗ tinh thần lực, giống như những tia sáng chiếu vào thác ấn tổ phù trên bức tường. Khi những tia sáng tinh thần chiếu vào, thác ấn tổ phù cũng phản xạ ngược lại những tia sáng, khi lan tới giữa không trung, nó tự động hình thành một bản đồ đây là bản đồ đại viêm vương triều. Nhìn thấy đồ hình mà tinh thần lực ngưng tụ, Lâm Động cũng hơi cảm kinh ngạc, sau khi nói xong, ánh mắt hắn tập trung nhìn thẳng vào một điểm đỏ trên bản đồ. Đây là địa điểm có tổ phù. Tiểu Điêu thản nhiên nói, chợt nhếch miệng, thật không biết cái tên tiểu tử này có vận cứ chó gì mà lại có bản đồ này, nếu như để cho đám phù sư biết được, thì kiểu gì đại viêm vương triều cũng trở nên điên cuồng. Lâm Động gãi gãi đầu, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ tinh thần này, ngoại trừ một điểm đỏ ở trong lãnh thổ đại viêm vương triều, còn có một điểm đỏ khác, nhưng mà hắn không biết nơi này, chắc chắn đây không nằm trong lãnh thổ của đại viêm vương triều. Bản đồ tinh thần không duy trì được lâu, sau đó nó hóa thành những tia sáng nhập vào trong dòng xoáy linh phù, dòng xoáy vặn vẹo một lúc rồi biến lại thành bản mệnh linh phù, nhập vào trong đầu Lâm Động. Khi bản mệnh linh phù trở về, Lâm Động cảm nhận thấy trong đầu mình hình như có thêm một vật gì đó, hắn nghĩ chắc đây là bản đồ tinh thần kia trong cái đại viêm vương triều nho nhỏ này lại có người biết vị trí của hai cái tổ phù, con mẹ nó đúng là không thể tin được. Tiểu Điêu từ từ phục hồi tinh thần lại, hắn vô cùng chấn động khi nhìn thấy cái bản đồ này, dù sao, tổ phù tổng cộng chỉ có 8 cái, vậy mà trong cái phù sư tháp rách nát này lại có vị trí của hai cái tổ phù, đây đúng là điều khiến cho người khác chẳng biết nói gì. Tại sao vị tiền bối này lại không tự mình đi lấy? Chẳng phải tổ phù có lực hấp dẫn cực lớn đối với phù sư hay sao? Lâm Động có chút nghi ngờ nói ta làm sao mà biết được, hơn nữa ngươi cho rằng tổ phù muốn lấy là lấy hay sao? Thần vật trong thiên địa, người bình thường có thể hàng phục ư? Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã, rồi mới từ từ nói, có thể người này có một bản lĩnh dò xét kỳ dị nào đó. Đối với các suy đoán này, Lâm Động cũng chẳng biết làm sao, lúc này mới chỉ có được vị trí của tổ phù mà thôi, hắn cũng không có ý định lập tức khởi hành đi tìm, bởi vì với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù gặp tổ phù cũng chẳng thể làm gì được, hắn cũng hiểu loại thần vật này sẽ không coi trọng một người bình thường hiện tại có thể ra ngoài rồi chứ lâm động nhìn về phía tiểu điêu vuốt tay nói đi thôi thực lực hiện giờ của ngươi đúng là chưa thích hợp để đi tìm tổ phù chờ bản lĩnh của ngươi mạnh hơn chút rồi tính tiểu điêu liên tục đả kích lâm động giờ giờ móng vuốt thân hình nó chậm rãi biến mất hóa thành luồng ánh sáng chui vào trong thạch phù ẩn giấu trong người lâm động lâm động bất đắc dĩ lắc đầu hiện giờ hắn mới chỉ có chút danh tiếng trong viêm thành vậy mà tiểu điêu cũng chẳng thèm quan tâm liên tục đả kích cũng nên rời đi rồi ngẩng đầu lâm động nhìn lại bức tường một lần hắn phát hiện thác ấn tổ phù mờ hơn trước rất nhiều giống như là thần vận đã biến mất đối với loại biến hóa này lâm động hơi suy nghĩ một chút là đoán ra nguyên nhân chắc là do bản đồ tinh thần sau này cho dù có người bước chân vào đây cũng không thể nào có được bản đồ nghĩ đến đây lâm động mỉm cười xoay người trực tiếp đi xuống thân ảnh hắn chậm rãi biến mất trong tầng thứ chín khi thân ảnh của hắn biến mất bức tường ẩn chứa thác ẩn tổ phù đột nhiên nổ tung gạch đá rơi tung tóe phù văn mô phỏng hai cái tổ phù biến mất không còn tung tích chương 146, phong ba tái khởi khi lâm động từ trong phù sư tháp đi ra ngoài hắn nhìn thấy một đống người đứng như cọc gỗ và nhìn hắn như gặp quỷ nham đại sư các người không sao chứ bị đám người này nhìn một cách quái dị như vậy lâm động không khỏi cười gượng một tiếng người đã tiến vào tầng thứ 9, Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm động, thanh âm của lão run rẩy, tầng 9 phù sư tháp ngay cả lão cũng không thể tiến vào, vậy mà lâm động lại có thể. Ách, làm sao vậy? Tiểu tử chỉ thử một chút xem có vào được tầng 9 hay không. Nhìn thấy biểu tình của Nham đại sư, Lâm động hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng những chuyện hắn làm trong tầng 9 bị người khác biết, cho nên cẩn thận hỏi lại. Cái tên tiểu tử này. Thấy Lâm động thừa nhận, Nham đại sư cùng với mấy vị trung niên tam ấn phù sư ở bên cạnh phải hít sâu một hơi ánh mắt không thể nào che giấu được sự kinh hãi, đã bao năm rồi không có ai tiến vào được tầng 9, không ngờ Lâm Động lại có thể. Rất may là đám người thiên hỏa thành bỏ về sớm, chứ không thì sẽ bị đả kích tới mức oi máu. Một trung niên phù sư cười khổ nói, những người khác cũng đồng ý gật đầu. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn biết, nếu như dựa vào bản lĩnh thực sự thì hắn cũng chỉ như chu thông mà thôi, nếu không có bản mệnh linh phù thì hắn sẽ không bao giờ đạt được thành tích này đương nhiên điều này cũng chứng minh tinh thần thiên phú của lâm động vô cùng kinh người nếu bỏ yếu tố bản mệnh linh phù kỳ dị thì bản thân hắn cũng tương đương với chu thông phải biết rằng chu thông là người đứng đầu trong số phù sư trẻ tuổi của thiên hỏa thành hơn nữa thời gian hắn khổ tu tinh thần lực dài hơn lâm động rất nhiều lâm động có thể đi sau vượt trước đã chứng minh tinh thần thiên phú của hắn thuộc loại yêu nghiệt lần này cảm ơn ngươi trong lúc lâm động cười gượng tử nguyệt tiến lên nhẹ nhàng nói hiện giờ gương mặt nàng không còn sự lạnh lùng như trước đứng trước lâm động nàng không còn sự lãnh ngạo như xưa nhìn thấy băng mỹ nhân dịu dàng hơn trước nhiều lâm động lạ trở thành người mất tự nhiên cười nói cũng chỉ được người khác nhờ vả mà thôi hiện giờ ngươi đã bước chân vào tam ấn phù sư rồi chứ nham đại sư vuốt chòm râu cười nói từ khi lâm động tiến vào trong phù sư tháp đám người này không hề rời khỏi đây toàn bộ tinh thần đều tập trung vào những động tĩnh ở bên trong cho nên việc lâm động tấn cấp đương nhiên là bọn họ có thể cảm ứng đúng vậy Điều này thì Lâm Động không cách nào giấu được, cho nên chỉ còn các gật đầu cười. Cái gật đầu này lại làm cho mọi người xung quanh than thở. Họ tu luyện trên chục năm, nhưng mà Lâm Động chỉ cần hai năm thời gian đã đuổi kịp. Tốc độ này khiến cho người khác phải kinh hãi. Trước khi đám thiên hỏa thành rời đi, ha ha, Chu Thông có nhắn lại với ngươi rằng, lần sau hắn sẽ thắng ngươi. Lâm Động cười cười, đối với Chu Thông hắn không có ác cảm, thậm chí còn tương đối có hảo cảm. Nếu như sau này gặp lại không biết hai người có khả năng thành bằng hữu hay không. Do việc tháp đấu đã xong, Lâm Động không còn việc gì phải ở lại. Hơn nữa thời gian từ lúc hắn đi đã là hơn một tháng, hắn phải mau chóng trở về. Cho nên sau khi nói chuyện hàn huyên vài câu, hắn nhanh chóng nói lời cáo từ. Ra khỏi phù sư hội, Lâm Động trực tiếp về thẳng Lâm ra. Sau khi vào cổng lớn, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, hiện giờ Lâm ra vắng vẻ hơn trước khi hắn rời đi rất nhiều. Lâm, Động ca. Trong lúc Lâm Động đang nhíu mày, có một thanh âm quen thuộc vang lên thanh thúy hắn ngẩng đầu thấy thanh đàn đang chạy tới trên mặt mang theo một nụ cười dịu dàng thanh đàn lâm động ca huynh cuối cùng cũng về thanh đàn chạy tới trước mặt lâm động đôi mắt đẹp mang theo sự mừng rỡ tiểu viêm đứng cạnh lâm động cũng gầm nhẹ một tiếng lâm động ca đã trở về khi thanh đàn cất tiếng gọi có một số người khác cũng chạy ra điều khiến lâm động vô cùng kinh ngạc chính là số người chạy ra toàn là đám tiểu bối của lâm gia dẫn đầu là lâm hà và lâm hoành lâm hà tỷ sao vậy Gia Gia đâu rồi? Nhìn Lâm Hà, Lâm Động nhướng mày hỏi. Gia Gia và mọi người đi xử lý chút chuyện. Lâm Hà trần chờ nói. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, trong lòng Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn đã sớm nhận ra bầu không khí này có gì đó không ổn, cho nên lập tức hỏi. Lâm ra chúng ta vận chuyển Dương Nguyên Thạch rời khỏi thiết mộc trang thì bị cướp, hơn nữa phụ thân và đại bá cũng bị thương. Thanh đàn đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, hơn nữa trong khi nói hai tay nàng cũng nắm chặt hiển nhiên là vô cùng tức giận. Phụ thân bị thương. Nghe thấy thanh đàn nói thế, trong mắt lâm động hiện lên sự tức giận, chậm rãi nói, có điều tra ra là ai làm không? Ta nghe ra già, già và mọi người nói, là do quỷ đao môn ở viêm thành làm. Lâm Hà nói, quỷ đao môn, môn chủ bọn họ là quỷ đao quỷ diêm. Lâm động nhíu mày, quỷ đao môn hắn có nghe nói, tuy môn phái này không thể so sánh với ba thế lực đứng đầu viêm thành, nhưng mà cũng không kém quá xa. Quan trọng nhất chính là, môn chủ quỷ đao môn quỷ diêm là một nhân vật có danh tiếng ở viêm thành tuy chưa tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn nhưng mà lại là người đứng đầu trong số người dưới nguyên đan cảnh đại viên mãn nếu so sánh với quỷ diêm ngụy thông chẳng đáng gì lâm ra và chúng không có ân oán gì chứ chúng ta không có ân oán gì với họ nhưng mà nghe nói quỷ đao môn đã liên minh với huyết lang bang lâm hà cười khổ nói huyết lang bang nghe thấy cái tên này sắc mặt lâm động cũng âm trầm xuống hắn biết lâm ra trong khoảng thời gian này hoạt động luôn giữ ý, sao có thể chọc vào quỷ đao môn được chứ, hóa ra huyết lang băng đang đứng sau âm thầm quấy phá. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh việc này là do quỷ đao môn làm, bọn họ hành động quá sạch sẽ, đối phương sống chết không thừa nhận, hơn nữa có không ít thế thế lực khác để mắt tới mỏ dương nguyên thạch của chúng ta, ai, tình hình hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Những tên này đều chờ lâm ra chúng ta đổ, để mò vào kiếm lợi. Hôm qua huyết lang bang có truyền tin tới là có thể đứng ra chủ trì chuyện này, hừ, mọi chuyện đều do họ làm ra, bây giờ còn giả bộ làm người tốt, chúng coi chúng ta là người ngu hay sao? Lâm Hà căm giận nói, hiển nhiên nàng rất tức giận với thủ đoạn ti tiện của huyết lang bang. Lâm Động khẽ gật đầu, đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng, xem ra lần trước giết Ngụy Thông, chưa đủ để cho Lâm gia phát triển vững chắc ở Viêm Thành. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là có huyết lang bang đứng sau, nếu không những thế lực khác sẽ không dám động tay động chân vào Lâm gia. Dù sao, thực lực của hai bên cách nhau quá lớn, Nguyên đan cảnh đại viên mãn cảnh không giống như bình thường. Hôm nay Gia Gia mang theo mọi người tới quảng trường trong thành đàm phán, nhưng mà may là có vạn kim thương hội đi cùng. Vạn kim thương hội cùng đi à? Nghe vậy, lâm động hơi thoải mái một chút. Tuy rằng quỷ đao môn có huyết lang bang làm chỗ dựa, nhưng họ chắc chắn sẽ kiên kỵ vạn kim thương hội, không dám thẳng thừng lấn áp người khác. Danh tiếng của lâm gia chúng ta ở viêm thành vẫn còn ít. Lâm động há miệng, nở nụ cười khó hiểu. Mọi người nên ở trong nhà, không nên ra ngoài, Tiểu Viêm ở lại cùng mọi người, ta ra ngoài có chút việc." Lâm Động bình tĩnh nói, sau đó xoay người rời đi, huyết lang bang liên tiếp làm phiền hắn, nếu như tạm thời không thể giải quyết họ thì sẽ chặt từng những mũi thương xung kích của họ, đối với đám người độc ác như Sài Lang này, chỉ có thể dựa vào trái tim băng giá và thủ đoạn độc ác mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ và sợ hãi, nhìn theo bóng lưng Lâm Động, Lâm Hà và mọi người há miệng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý hiện giờ danh vọng của Lâm Động ở Lâm Gia đã tương đương với Lâm Trấn Thiên, cho dù Lâm Khiếu và Lâm Khẳng cũng khó mà bằng được. Hiện giờ thực lực của Tiểu Viêm đã tương đương với cường giả nguyên đan cảnh Tiểu Thành, nó đã có thể bảo vệ Lâm Gia, điều này làm cho Lâm Động yên tâm rời đi. Rời khỏi đại môn của Lâm Gia, Lâm Động xác định phương hướng, sau đó chạy như bay vào thành, trong mắt sát ý đã hiện. Quỷ đao quỷ diêm, Lâm Gia ta không phải là trái hồng mềm, đánh bị thương phụ thân ta, ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Chương 147 Tính cái gì đó? Dịch, Hoàng Oanh quảng trường của Viêm Thành tương đối nổi tiếng, đây là nơi các thế lực ở Viêm Thành sống mái với nhau, những chuyện mà giác đấu trường không giải quyết được thì họ kéo nhau ra quảng trường, cho nên nghiễm nhiên nơi này được coi là nơi giao thủ hợp pháp, rồng rắn lẫn lộn, loạn tới mức phủ thành chủ phải cử một vệ đội trông coi. Hiện giờ ở quảng trường đã có không ít thế lực của Viêm Thành tập trung, số lượng người tương đối lớn. Đông người nhiều thế lực, muốn chia một chén canh ở đây không phải là chuyện dễ. Lâm gia muốn đặt chân ở chỗ này đương nhiên phải có thực lực, Lâm gia phát triển đã khiến cho một số thế lực không vừa mắt, tình huống này kiểu gì cũng phải diễn ra mà thôi. Trải qua một thời gian trắng trợn phát triển, thực lực của Lâm gia đã được đề cao không ít, do có Mỏ Dương Nguyên Thạch làm chỗ dựa, dùng nhiều tiền mua cao thủ để tăng thực lực, tuy vậy, Lâm gia bây giờ vẫn chưa đủ sức đối địch với Quỷ Đao môn. Trong quảng trường hôm nay có mấy phe nhân mã, Huyết Lăng Bang, Quỷ Đao môn, Vạn Kim Thương hội cùng với nhân vật chính Lâm gia, tất cả đều đã tới đông đủ huyết lang bang vẫn do nhạc sơn xuất lĩnh vóc người hắn khôi ngô tỏa ra một cỗ khí thế cực kỳ sắc bén làm cho số cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng không dám khinh thường nguồn chuyện bên cạnh vị trí của huyết lang bang có một đám nhân mã mặc toàn áo đen đứng đầu cũng là một nam tử gầy gò mặc áo đen hai mắt trũng sâu trông hơi nham hiểm môi mỏng khiến cho người khác liên tưởng tới nhiều điều người này chính là môn chủ quỷ đao môn có danh là người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của viêm thành quỷ đao quỷ diêm ha hả các vị viêm thành không phải của riêng ai ai có năng lực đều có thể thu lợi ở nơi này đương nhiên họ phải tuân theo quy củ nhạc sơn cười tủm tỉm đào mắt nhìn xung quanh ha hả nhạc sơn băng chủ huyết lang băng đã vi phạm không ít quy củ rồi đấy câu này ngươi nói ra đúng là hơi buồn cười nhạc sơn vừa mới nói xong hạ vạn kim đã thản nhiên nói hôm nay tới đây không phải để nghe ngươi nói quy định gì cả quỷ đao môn đoạt dương nguyên thạch của lâm gia mà lâm gia lại là minh hữu của vạn kim thương hội chúng ta nếu như quỷ đao môn không có giải thích và hành động thỏa đáng vạn kim thương hội chúng ta sẽ không bỏ qua hạ hội trưởng quỷ đao môn cũng là minh hữu của huyết lang bang chúng ta nhạc sơn cười cười nói một cách thoải mái người đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng nếu như hôm nay vạn kim thương hội ra tay với quỷ đao môn huyết lang bang chúng ta sẽ không ngồi xem đâu mới qua một hai câu mà bầu không khí trong sân đã bị hai thế lực lớn của viêm thành đẩy lên tới mức dương cung bạt kiếm không ít người nhìn nhau, vốn họ tưởng rằng hai bên chỉ khách sáo vài câu, không ngờ mới chỉ như vậy đã có dấu hiệu trở mặt. Quỷ Đao môn tuy mạnh nhưng mà Lâm gia chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt, các ngươi âm thầm dùng vũ lực cướp đoạt Dương Nguyên thạch của Lâm gia ta, đồng thời đã thương người của Lâm gia, cục tức này kiểu gì cũng phải báo, nếu không sau này Lâm gia chúng ta làm gì còn thể diện mà đặt chân ở Viêm Thành. Trong khi bầu không khí đang căng thẳng, Lâm Chấn Thiên vẫn tiếp lời, nhưng hắn cũng là người thông minh, huyết lang bang thế mạnh cho nên hắn chỉ nhằm vào quỷ đao môn. Hắc, lâm lão đầu, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói nhảm, quỷ đao môn ta động tới dương nguyên thạch. Của lâm ra các ngươi từ lúc nào? Đối mặt với tiếng quát của lâm trấn thiên, môn chủ quỷ đao môn quỷ diêm cũng cười lạnh nói. Bộ dáng của hắn lúc này cũng dương dương đắc ý, tuy rõ ràng là người của hắn ra tay, nhưng mà làm gì có chứng cớ gì, hơn nữa đạo lý là do nắm tay ai mạnh hơn quyết định, quỷ diêm có kiêu ngạo cũng chẳng lạ. Ha ha, Lâm gia chủ, việc này có lẽ là có hiểu lầm. Trong khoảng thời gian vừa rồi Lâm gia và Quỷ Đao môn đã giao thủ, mỗi bên đều có thiệt hại, nếu như tiếp tục làm căng cũng không tốt, vạn nhất phủ thành chủ nổi giận, sợ rằng. Nhạc Sơn cười cười nói, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu trầm xuống, bọn họ có thể cảm nhận được các ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, căn cơ của Lâm gia ở Viêm Thành rất mỏng, không thể so sánh được với Quỷ Đao môn và Huyết Lang băng được. Lâm gia chúng ta toàn là những người tâm huyết, cho dù phải trả giá lớn cũng phải đòi lại thể diện lâm trấn thiên hít sâu một hơi thanh âm già nua của lão có vẻ vô cùng kiên định đây không còn là thanh dương trấn ẩn nhẫn không mang lại điều tốt đây là chỗ của bầy sói phải biểu hiện sao cho hung ác hơn đám sói cũ nếu không thì sau chuyện hôm nay sẽ có vô số chuyện khác diễn ra nghe thấy lâm trấn thiên nói thế ánh mắt nhạc sơn trầm xuống hắn không ngờ rằng lâm trấn thiên dám ở trước mặt mọi người phản bác câu nói của hắn Hắc lão già này, ngươi cho rằng quỷ đao môn chúng ta sợ lâm ra các ngươi phải không? Nếu không có nhạc sơn bang chủ khuyên bảo, lâm ra các ngươi chắc đã chạy về thanh dương chấn rồi. Ta khuyên các ngươi một câu, thức thời mới là tuấn kiệt. Quỷ diêm lạnh nhạt cười nói, Quỷ diêm, ngươi ngày càng ngang ngược rồi đấy. Ánh mắt hạ vạn kim lạnh lẽo, đột nhiên bước lên một bước, cách không đánh một quyền, một cỗ kình phong sắc bén xé rách không khí, nhanh như tia chớp bắn về phía quỷ diêm. ầm! Um đạo kình phong kia không bắn trúng quỷ diêm, bởi vì hạ vạn kim vừa mới xuất thủ, nhạc sơn cũng lập tức bước ra, tay áo bảo vung lên tiếp lấy đạo kình phong này, thân hình không nhúc nhích tí nào. Hạ hội trưởng, hôm nay ta gọi các vị tới đây là muốn dùng phương thức hòa bình thương lượng chuyện này, ngươi vừa gặp mặt đã ra tay, hình như không tốt cho lắm. Nhạc sơn thản nhiên nói, hừ, nhạc sơn băng chủ, đây mà gọi là phương thức hòa bình hay sao, có mà lấy thịt đè người. Bên cạnh hạ vạn kim, đồng tố lạnh lùng nói, Nhạc Sơn cười cười, đưa mắt nhìn sang đám người Lâm gia, nói: "Ta có một phương pháp thỏa đáng, việc này đúng là Quỷ Đao môn không đúng, ta sẽ bảo bọn họ nhận lỗi với Lâm gia các ngươi." Nghe thấy Nhạc Sơn nói như thế, Lâm Trấn Thiên không những không vui mừng mà còn cảnh giác hơn, hắn không cho rằng Nhạc Sơn muốn giúp bọn họ. Sau này khi Lâm gia vận chuyển Dương Nguyên thạch phải cam kết cho Quỷ Đao môn hộ tống, đến lúc đó, chỉ cần trả công cho bọn họ một phần nhỏ là được rồi. Ha ha, ta tin rằng như vậy thì Quỷ Đao môn sẽ hợp tác tốt với Lâm gia trong phạm vi viêm thành ta đảm bảo tuyệt không có ai dám động vào xe vận tải của lâm ra các ngươi được không ngươi khinh người quá đáng nghe thấy phương pháp thỏa đáng mà nhạc sơn nói sắc mặt đám người lâm trấn thiên xám xịt lầm mãng tính cách nóng nảy cho nên hai mắt đã đỏ hồng cái tên khốn kiếp này định khô môi múa mép hai ba câu đã đòi phân chia lợi ích mỏ dương nguyên thạch ư nhạc sơn băng chủ biện pháp của ngài đúng là thỏa đáng quá a à. đồng tố cười lạnh châm chọc nàng nhận ra huyết lang bang đã động tâm với mỏ dương nguyên thạch của lâm gia trong chuyện này người khởi sự có khi chính là nhạc sơn hảo ý của nhạc sơn bang chủ lâm gia ta tâm lĩnh lâm trấn thiên cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống dùng thanh âm nặng nề nói được rồi nếu các ngươi không chấp nhận phương án của ta vậy thì chuyện này sẽ do quỷ đao môn và lâm gia tự giải quyết nhưng mà ta cũng nói trước người ngoài đừng mong nhúng tay vào chuyện này nếu không huyết lang bang chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn cho dù phải là địch nhân của vạn kim thương hội thấy mọi người phản ứng như vậy nhạc sơn chẳng có gì bất ngờ cười nhạt nói hạ vạn kim chớp mắt một cái nhạc sơn đang định kiềm chế vạn kim thương hội dù sao thực lực của lâm gia trong khoảng thời gian vừa rồi có tăng cao nhưng vẫn không phải là đối thủ của quỷ đao môn mà quan trọng nhất chính là quỷ đao môn có quỷ diêm thực lực của quỷ diêm đứng đầu trong số nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của viêm thành cho dù ngụy thông cũng không phải là đối thủ của hắn cho nên nếu như vạn kim thương hội không nhúng tay vào thì khi lâm gia và quỷ đao môn giao thủ sợ rằng lâm gia sẽ phải trả một cái giá đắt đám người nhạc sơn đương nhiên cũng hiểu rõ điều này hắn phải nghĩ biện pháp kiềm chế vạn kim thương hội xem ra đám người này đã mất không ít thời gian chuẩn bị kế hoạch dù sao cho dù vạn kim thương hội có ra tay thì huyết lang bang cũng sẽ xuất thủ kiềm chế vạn kim thương hội lâm gia vẫn đơn độc đối mặt với quỷ đao môn đến lúc đó nói không chừng tình hình lâm gia còn tồi tệ hơn vì phải đối mặt với cả huyết lang bang trong sân trở nên yên tĩnh, một số thế lực khác cũng lặng lẽ lắc đầu, tình hình của Lâm gia bây giờ vô cùng xấu, chắc chắn sẽ không thể thiếu được một trận huyết chiến. Đương nhiên bọn họ cũng nhận ra, Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn đang có ý định dòm ngó mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, đối với đống tiền này, bọn họ cũng đỏ mắt nhưng không dám nhúng tay, thực lực của Lâm gia trong thời gian vừa qua tăng nhanh, ngoại trừ ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, thì chỉ có Quỷ Đao Môn mới có khả năng áp chế, Quỷ Diêm dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám người Lâm Chấn Thiên, quái dị cười một tiếng, uể oải nói, các ngươi mau chóng quyết định đi, thời gian của ta không nhiều lắm, cho dù các ngươi có lựa chọn như thế nào, quỷ đao môn ta cũng sẽ phụng bồi. Ánh mắt đám người Lâm Chấn Thiên trầm xuống, trong mắt đã có ánh sáng lóe lên. Có người nói Lâm gia các ngươi có một tiểu tử rất lợi hại, giết được cả Ngụy Thông, ta nghĩ các ngươi có thể đem quyền quyết định giao cho hắn. Quỷ Diêm nghiêng đầu, cười nói, nghe thấy Quỷ Diêm tìm mọi cách khiêu khích, Lâm Khẳng không còn nhịn được nữa, lửa giận bùng lên, nhưng trong lúc bọn họ định xông ra thì có một tiếng cười lạnh vang từ bên ngoài vào, có một thân ảnh lướt không mà tới, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh này hạ xuống trước mặt đám người Lâm gia. "Các ngươi đang tính cái gì đó? Có phải định phân chia mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta không?" Chương 148, chỉ giáo. Tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên có vẻ vô cùng nổi bật trong bầu không khí căng thẳng này, khi thân ảnh kia xuất hiện, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn thật kỹ. Lâm Động. Khi những ánh mắt này nhận ra người đứng trước mặt đám người Lâm Trấn Thiên, họ đều ngẩn ra, những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trong khoảng thời gian này do Lâm Động đánh chết Ngụy Thông, nên cũng tạo dựng được chút danh tiếng. Người có thực lực mạnh nhất Lâm ra không phải là Lâm Trấn Thiên, mà là thiếu niên chưa tới 20 tuổi này. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động hiện thân, đám người Lâm Trấn Thiên trở nên vui vẻ hơn, không biết từ lúc nào. Thiếu niên này có tầm quan trọng vô cùng đối với Lâm gia bọn họ. Phụ thân, không sao chứ? Đối với những ánh mắt nhìn mình, Lâm Động không để ý, mà nhìn đám người Lâm Khiếu, thấy sắc mặt phụ thân mình tái nhợt, lửa giận trong mắt đã bùng lên. Không sao đâu. Lâm Khiếu lắc đầu, than thở, con về là tốt rồi, trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện. Con biết rồi, giao cho con đi. Lâm Động khẽ gật đầu, nói, có phải quỷ diêm đả thương người không? Lâm Khiếu gật đầu cười khổ. Ta tưởng rằng đệ đã mất tích chứ. Đồng tố đứng bên cạnh bước nhanh tới, trợn mắt nhìn Lâm Động, tức giận nói, đa tạ tố tỷ và hạ hội trưởng lâm động quay sang nhìn đồng tố và hạ vạn kim trịnh trọng chắp tay nói ha hà nói những lời này làm cái gì hạ vạn kim cười tủm tỉm khoát tay áo sau đó nhíu mày nói chuyện này có chút phiền phức huyết lang bang và quỷ đao môn liên thủ nhòm ngõ mỏ dương nguyên thạch của lâm gia các ngươi trong tình hình này thì hình như bọn họ đã bàn bạc rất kỹ thủ oán của ngươi và huyết lang bang xét tới cùng cũng là do vạn kim thương hội chúng ta mang tới nếu như bọn họ muốn làm bậy thì vạn kim thương hội chúng ta tất sẽ ra tay ngăn cản, nhưng quỷ đao môn sẽ nhân cơ hội này mà xuất thủ với lâm gia. Nếu như tình hình không ổn, vạn kim thương hội chúng ta sẽ ban bố vạn kim lệnh, triệu tập nhân mã đấu một trận với huyết lang bang quỷ đao môn. Trong đôi mắt đẹp của đồng tố hiện lên sự lạnh lùng. Đa tạ, nhưng mà chưa cần phải làm vậy, quỷ đao môn, lâm gia chúng ta có thể ứng phó. Lâm động cười cười, nói. Lâm động, lần này không phải chuyện đơn giản đâu. Quỷ Diêm được xưng người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn ở Viêm Thành, ngay cả Ngụy Thông nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu, ngươi chớ có liều lĩnh. Nghe thấy Lâm Động nói thế, sắc mặt Hạ Vạn Kim nghiêm túc nói. Lâm Động mỉm cười, nếu như một tháng trước hắn sẽ phải kiêng kỵ người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn này, nhưng bây giờ, ngươi chính là Lâm Động, người đã giết Ngụy Thông. Trong khi Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim nói chuyện, Quỷ Diêm dường như cũng nhận ra hắn, hắn liếc mắt với Nhạc Sơn, thản nhiên nói, nghe thấy quỷ diêm nói lâm động cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào quỷ diêm nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất nếu ngươi có thể quyết định thì nên cho một đáp án đi chỉ cần sau này việc vận chuyển dương nguyên thạch do quỷ đao môn chúng ta hộ thống ta có thể cam đoan với ngươi không có bất cứ người nào dám động tới chúng quỷ diêm nhìn lâm động với ánh mắt âm hàn nụ cười trên mặt đúng là khó coi đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý thì chúng ta cũng không miễn cưỡng nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận có khi khai thác được dương nguyên thạch mà không vận chuyển được đâu câu nói cuối hiển nhiên là uy hiếp sắc mặt đám người lâm trấn thiên xám xịt tức giận háng giọng quỷ diêm môn chủ xem ra ngươi rất có hứng thú với dương nguyên thạch của lâm gia chúng ta lâm động vẫn bình thản nói nếu như lâm gia các ngươi yên ổn làm bá chủ thanh dương trấn thì chuyện dương nguyên thạch sẽ có rất ít người biết nhưng mà các ngươi đã si tâm vọng tưởng dự định đặt chân ở viêm thành ta đây cũng dạy cho các ngươi biết một chút quy củ của viêm thành quỷ diêm âm hiểm cười nói quy củ này chẳng qua là nắm tay ai lớn hơn mà thôi, quỷ diêm môn chủ, làm kỹ nữ thì cũng đừng nên lập miếu thờ. Mọi người đều là người mắt sáng, sao phải làm như vậy? Lâm động cười mà như không cười. Nghe thấy lâm động không lưu tình phun lời châm trọng, sắc mặt quỷ diêm đột nhiên sám lại, số người ở viêm thành dám nói như vậy với hắn cực ít. Vậy thì xem ra lâm ra các ngươi không muốn áp dụng kiến nghị tốt của huyết lang bang, và quỷ đao môn chúng ta. Không cần các ngươi quan tâm, vấn đề hộ tống lâm ra sẽ tự mình giải quyết, Lâm Động thản nhiên nói: "Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên, Nhạc Sơn ta lăn lộn ở Viêm Thành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một người trẻ tuổi ngông cuồng tới mức này." Nhạc Sơn cười nhạt nói, trong mắt hắn hiện lên sự âm trầm. "Lâm Động, đừng tưởng rằng có Vạn Kim Thương hội làm chỗ dựa là không cần kiêng nể gì ai ở Viêm Thành, tới khi nhận quả đắng thì đừng nên hối hận." Đa tạ Nhạc Sơn bang chủ giáo huấn. Lâm Động chắp tay, có chút nghiêm túc nói: nếu lâm gia không lĩnh tình, vậy thì đàm phán tới đây kết thúc. Nhạc Sơn cười cười, sau đó xoay người đi ra chỗ khác, trên mặt hắn nở nụ cười, những người quen hắn đều không khỏi thầm than một tiếng, thương hại nhìn cái tên tiểu tử lâm động không biết trời cao đất rộng. Quỷ diêm liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào lâm động, cười một cách âm hiểm, hắn cũng xoay người, sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch huyết tẩy lâm gia như đã bàn bạc với huyết lăng bang. Chờ một chút. Nhưng mà, ngay khi Nhạc Sơn xoay người, Lâm Động lại cất tiếng nói. Thế nào, Thay đổi chủ ý, Nhạc Sơn và Quỷ Diêm dừng lại, cười lạnh nói: "Quỷ Đao môn đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta, đả thương phụ thân và đại bá ta, lẽ nào cứ như vậy mà đi?" Lâm Động nghiêng đầu, cười nói: "Lâm Động nói câu này làm cho ai cũng phải kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng mọi người đều hiểu lần đàm phán này đã thất bại, nhưng hành động này rõ ràng là cố ý khiêu khích Quỷ Đao môn. Lẽ nào hắn không biết, nếu thật sự chọc giận Quỷ Diêm, Lâm gia bọn họ lấy ai ra mà ngăn cản?" Quỷ Diêm cũng ngẩn người, hắn còn đang kiếm cớ ra tay với Lâm gia, vậy mà tên Lâm Động này lại tự mình dâng tới cửa. Lâm Động, Đồng Tố vội vàng thấp giọng nói, không nên vọng động, chờ sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút. Đám người Lâm Trấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai nói gì cả, đối với Lâm Động bọn họ có lòng tin không nhỏ, bọn họ đều hiểu, Lâm Động không phải người ngu, nếu như không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ nói lời như thế. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn muốn tóm Lâm gia để khai đao, huyết lang băng bởi vì vạn kim thương hội nên tạm thời không xuất thủ bọn họ muốn dùng quỷ đao môn áp chế lâm ra chúng ta quỷ đao môn tuy rằng cường đại nhưng cường giả chỉ có mình quỷ diêm chỉ cần đánh bại hắn quỷ đao môn sẽ không chịu nổi một kích lâm động nhẹ giọng nói quỷ diêm không như tên ngụy thông người này không chỉ là người đứng đầu trong đám nguyên đan cảnh tiểu viên mãn mà còn là người có khả năng tiến vào đại viên mãn nhất ở viêm thành đồng tố gấp gáp nói lâm động mỉm cười không muốn giải thích gì nữa ngươi có nắm chắc đối phó được với quỷ diêm không? Hạ vạn kim ánh mắt lóe lên, giống như đã phát hiện được điều gì đó, thấp giọng nói. Sao có thể? Đồng tố kinh hãi. Ta tự có chừng mực, yên tâm đi, ta không làm vậy đâu. Lâm động mỉm cười nói, sau đó trong vô số ánh mắt chăm chú tiến lên phía trước. Quỷ diêm, ngươi trả dương nguyên thạch đã cướp của lâm ra, sau đó nhận lỗi, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Hắc hắc, tiểu vương bắt đản, một, ta thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy lâm động nói như vậy, khuôn mặt quỷ diêm giật giật, âm trầm nói. Một, tiểu vương bắt đản, con rùa đen nhỏ nhạc sơn đứng bên cạnh khẽ nhíu chân mày. Hắn không ngờ lâm động lại nói một câu ngu xuẩn như vậy, lẽ nào hắn cho rằng đánh chết ngụy thông là không cần kiêng kỵ gì nữa. Nhạc sơn băng chủ, xem ra không cần thương lượng gì nhiều, tiểu tử này có thể để cho ta giải quyết bây giờ không? Quỷ diêm nhìn về phía nhạc sơn, cười lạnh nói. Thân là môn chủ quỷ đao môn, hắn thật sự không thể chịu đựng được chuyện một tên tiểu tử chưa giao máu đầu ở, trước mặt mình ngông cuồng. Ai nhìn thấy sát ý trong mắt quỷ diêm, trong lòng nhạc sơn âm thầm cười nhạt, nhưng trên mặt hắn lại thể hiện sự bất đắc dĩ, nói, lâm động, ngươi đã hại lâm ra rồi. Hạ hội trưởng, sao ngươi lại không nói gì? Sau khi than thở, nhạc sơn nhìn về phía vạn kim thương hội, thản nhiên nói, ngươi, đồng tố mày liễu dựng thẳng, đang định quát thì lại bị hạ vạn kim ngăn cản, hắn nhìn lâm động một cái. Chậm rãi gật đầu nói, việc này lâm ra và quỷ đao môn tự giải quyết, Vạn Kim Thương hội và huyết lang bang không ai được nhúng tay vào. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đồng tố nhất thời kinh hãi, đang định nói thì nghe tiếng Hạ Vạn Kim truyền âm, ta tin lâm động không phải là người lỗ mãng. Ha ha, đó là đương nhiên. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim gật đầu, Nhạc Sơn cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào, cho nên vẫn cười cười, nhìn về phía quỷ diêm, nói, việc này, do các ngươi tự giải quyết, đã hạ thủ thì phải cẩn thận. Nhạc Sơn nhận mạnh hai chữ cuối cùng, nhưng mà Quỷ Diêm hiểu ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi gật đầu, nếu như có thể thu thập đệ nhất cao thủ của Lâm gia ở chỗ này, vậy thì Lâm gia không đánh cũng tự tan, trong vô số ánh mắt để ý, Quỷ Diêm chậm rãi đi ra, nhìn Lâm Động cười nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi đánh bại Ngụy Thông, nhưng mà ở trong Viêm Thành, ngươi vẫn chẳng là cái thá gì cả. Viêm Thành không cần cái đồ nhà quê như các ngươi, mau cút về Thanh Dương trấn, đó mới là nơi của các ngươi. Nghe thấy Quỷ Diêm nói như vậy, Lâm Động cười cười, chậm rãi xòe tay, toàn nói lời nhảm nhí, xin chỉ giáo. Chương 149: Đối chiến quỷ Diêm, đồ cuồng vọng. Nhìn thấy Lâm Động vẫn bình thản, sát ý trong mắt Quỷ Diêm càng lúc càng nhiều, trong tay hắn là một thanh trường đao màu đen, thân đao có vô số hình khắc, hơi lạnh thấu xương. Quỷ Diêm có danh hiệu là Quỷ Đao, đao pháp vô cùng tàn nhẫn quỷ dị, những năm gần đây có không biết bao nhiêu cường giả táng thân trong tay hắn thậm chí trong đó còn có cả cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, tên tuổi của Quỷ Diêm mạnh hơn Ngụy Thông không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nếu như vài năm nữa hắn thành công tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn, danh vọng của hắn sẽ có bước nhảy vọt. Cũng bởi vì vậy, nhiều người biết Lâm Động từng giết Ngụy Thông, nhưng lại không coi trọng hắn, bởi vì đối thủ của hắn lần này chính là Quỷ Diêm. Đối với cái nhìn cợt nhà kia, Lâm Động không thèm để ý, lật tay một cái, bốn đạo kiếm quang trong càn khôn đại bay vút ra, trong bốn đạo kiếm ảnh thì có ba thanh hàn khí thấu xương có một thanh tỏa ra nhiệt độ nóng rực chúng bay quanh thân hình lâm động lâm động cẩn thận nhìn thấy lâm động và quỷ diêm chuẩn bị đánh nhau đồng tố quan tâm nhắc nhở lâm động khẽ gật đầu vẫy tay với đám người đồng tố ở phía sau tiểu tử không biết trời cao đất rộng chẳng phải ngươi muốn được chỉ giáo hay sao bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chỉ giáo quỷ diêm nhách miệng trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn nguyên lực hùng hậu như thủy triều tuôn ra khí thế hung hãn cũng theo đó bộc phát tràn ngập phạm vi xung quanh khí thế thật mạnh xem ra quỷ diêm cách nguyên đan cảnh đại viên mãn không còn xa nữa cảm nhận được khí thế trong người quỷ diêm tuôn ra những người bên ngoài đứng xem lập tức bàn luận thực lực của người này đúng là mạnh hơn ngụy thông trong mắt lâm động hiện lên sự kinh ngạc cái danh người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đúng là không giả cỗ khí thế này ngụy thông còn lâu mới bằng được vù cầm trường đao trong tay ánh mắt quỷ diêm trở nên sắc bén hơn nhiều hắn nhìn chằm chằm vào lâm động đột nhiên hóa thành một bóng đen nhanh như tia chớp lao tới trường đao trong tay biến thành một đạo hắc mang sắc bén chém một cái theo đường vòng vung bổ về phía lâm động keng đối mặt với việc quỷ diêm vọt tới thân hình lâm động vẫn không nhúc nhích ngón tay điểm một cái ba thanh băng huyền kiếm đang bay vòng quanh thân lập tức lao ra mang theo hàn khí thấu xương ngăn cản trường đao mặc dù không có kiếm pháp tinh diệu nhưng mà dưới sự điều khiển của tinh thần lực kiếm ảnh không thể khinh thường quỷ tích kỳ lạ của tạo thành một bức tường dày đặc không một chỗ hở leng keng cảm nhận được kiếm khí thấu xương quỷ diêm hừ lạnh một tiếng đại đao trong tay đột nhiên vũ động trực tiếp hóa thành những đạo đao mang bay vút ra quỷ chảm đao mang bắt đầu khởi động đột nhiên thu lại quỷ diêm hai tay cầm đao thuần nguyên cương khí vô cùng mạnh mẽ hội tụ ở trước mặt sau đó chém xuống keng Đao mang lấp lánh sức bén giống như một con rồng nổi giận, ba thanh băng huyền kiếm bị đánh tan tác, đao mang cắt thành những vết sâu trên thân kiếm. Đao mang thật mạnh. Nhìn thấy uy lực của đao vừa rồi, không ít người bật thốt lên. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn bình thường sợ rằng không dám đón đỡ. Đao mang nhìn nộ mãng một, phóng đại trong mắt lâm động, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lâm động không lùi lại một bước nào, tay phải vươn ra đón đỡ đao mang sắc bén này. Một, nộ mãng, con, rắn nổi giận muốn chết nhìn thấy cảnh tượng này trên khuôn mặt quỷ diêm hiện lên vẻ tàn nhẫn vù đào mang chỉ chớp mắt đã tới nhưng mà khi nó sắp chạm vào thân hình lâm động thì bị bàn tay của đối phương tóm chặt ông khi lâm động vươn tay tóm lấy trường đao tinh thần lực của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường tinh thần đào mang kia bổ vào bức tường tinh thần làm cho nó phát ra những gợn sóng nhưng mà không thể khiến nó sụp đổ đào mang hung mãnh sắc bén không thể tiến thêm một tấc nào trong mắt những người đứng xem hiện lên sự chấn động không ngờ một kích mạnh mẽ của quỷ diêm lại bị lâm động dễ dàng chống đỡ. Tinh thần lực của lâm động lại mạnh hơn trước rồi. Đám người hạ vạn kim, đồng tố, lâm trấn thiên cũng cả kinh, sau đó là vui mừng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tinh thần lực của lâm động đã mạnh hơn trước không ít, khó trách hắn dám khiêu khích quỷ diêm. Người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn đao mang sắc bén bị bức tường tinh thần cản lại, lâm động cười nhạt, bấm tay bắn ra, hơn 10 cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt, sau đó những tiếng xé gió u u vang lên, chúng đồng thời bắn về phía Quỷ Diêm. Hừ, chỉ được cái to mồm. Mắt thấy Lâm Động hóa giải thế công của mình một cách đơn giản, hai mắt của Quỷ Diêm co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn nhận ra, thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đánh bại Ngụy Thông. Có thể lăn lộn ở Viêm Thành tới lúc này, Quỷ Diêm đương nhiên không phải là người khinh thị đối thủ dẫn tới lật thuyền trong cống, tuy ngoài miệng nói những câu khinh thường lưu ra, nhưng trong lòng lại cẩn thận vô cùng. Trận chiến này quyết định rất nhiều thứ, cho nên hắn càng phải cẩn thận. Suy suy, thuần nguyên cương khí hùng hậu từ trong cơ thể quỷ diêm tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào đẩy bay hơn 10 cái hóa thần châm. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, tay phải nắm chặt trường đao, thân hình hơi cong, giống như một con báo chuẩn bị săn mồi, đầy tính công kích. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Thình thịch, hai bàn chân quỷ diêm nhấn mạnh xuống đất phát ra những thanh âm trầm thấp, thân hình hắn vào thời khắc này cũng bắn tung lên, bá, bá, thân hình quỷ diêm chấp động, hai đạo tàn ảnh lập tức hình thành sau lưng hắn, làm cho người khác khiếp sợ chính là đao mang của hắn lúc này, trở nên vô cùng khủng bố. Tam bộ quỷ ảnh đao. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người đồng tố trở nên khó coi, đây chính là sát chiêu thành danh của quỷ diêm, với chiêu này hắn đã từng giết chết hai vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chiêu này có ba bước, đợi tới khi ba đạo tàn ảnh hiện lên, đao mang sẽ mạnh mẽ tới mức tận cùng, cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, của Viêm Thành sợ rằng không ai dám đón đỡ chiêu này. Lâm Động, cẩn thận, hắn muốn hạ sát thủ. Không cần Đồng Tố nhắc nhở, Lâm Động cũng cảm nhận được ba động đáng sợ từ trên đao mang của Quỷ Diêm tỏa ra, ánh mắt hắn lóe lên, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình lăng không bay lên, đứng trên một thanh băng huyền kiếm, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo tinh thần ba động. Cỗ tinh thần ba động này vừa mới xuất hiện lập tức tỏa ra khắp không trung, tinh thần lực hùng hậu như thủy triều từ trong nê hoàn cung của Lâm Động tuôn ra ngoài. Suy suy được tinh thần lực quán chú đạo tinh thần ba động kia nhanh chóng lao tới hóa thành một cái tinh thần phù trận nho nhỏ trong phù trận toàn những phù văn kỳ dị như ẩn như hiện ở bốn phía xung quanh khí cấp tinh thần bí kỹ hóa sinh phù trận đây chính là tinh thần bí kỹ đạt được trong phù sư tháp lúc này lâm động đã phải dùng tới nó phù trận này vừa xuất hiện đám người ở ngoài lập tức cảm nhận được tinh thần ba động cực mạnh chứng kiến cỗ ba động này đám người nhạc sơn hạ vạn kim cũng phải giật mình khi hóa sinh phù trận xuất hiện ba đạo tàn ảnh của quỷ diêm ở phía dưới cũng đã hiện ra hắn bỗng nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lâm động đang đứng trên không trung lòng bàn tay rồi đột nhiên nắm chặt chuôi đao đao mang óng ánh giống như một cột sáng cương phong sắc bén nhanh chóng ngưng tụ ở thân đao giống như một cơn lốc nhỏ trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người nó sẽ rách không khí bắn mạnh tới chỗ lâm động lâm động nhận lấy cái chết trường đao rời tay sắc mặt quỷ diêm lập tức tái nhợt Chiêu thức này tuy mạnh, nhưng cũng tiêu hao cực lớn, nhưng hắn có niềm tin cực lớn vào chiêu này, khi chiêu này được thi triển ra, cho dù cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng không thể chống đỡ. Thân hình Lâm Động lơ lửng phía sau hóa sinh phù trận, tuy rằng hắn cảm nhận được sự công kích khủng bố đang nhanh chóng phóng tới, nhưng mà hai mắt hắn lại chậm rãi nhắm lại. Ong ong. Khi Lâm Động nhắm hai mắt lại, hóa sinh phù trận cũng nhanh chóng phát ra vô số tia sáng kỳ dị, những tia sáng này nhanh chóng ngưng tụ ở trước người Lâm Động thành một chùm sáng lớn lúc chùm sáng kia hình thành, hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra, trong hai mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo, đối mặt với một kích toàn lực của Quỷ Diêm, hắn không tránh né mà chọn cách ngạnh kháng, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngón tay hắn điểm ra một cái. Hóa sinh phù trận, hóa sinh quang. Hai, hóa sinh quang, hóa thành ánh sáng. Chương 150, hóa sinh phù trận hiển uy. Tinh thần lực cường hãn hình thành trước đầu ngón tay Lâm Động, sau đó bộc phát như núi lửa thành những tinh thần ba động óng ánh khủng bố. Tinh thần lực vốn vô hình, lúc này trở nên óng ánh như mặt trời, sau đó tổng hợp thành một cột sáng lớn, giống như một ngôi sao chổi phá bầu trời, trong vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, nó va chạm ầm ầm với đao mang của quỷ diêm, ầm. Mới va chạm với nhau, năng lượng khủng bố như nước lũ bộc phát ra khắp nơi, ngoại trừ một số người có thực lực không kém, những người khác ở xung quanh đều bị ép tới mức phải lùi lại phía sau. Phá sắc mặt lâm động trở nên dữ tợn, thấy năng lượng ba động khoách tán ra xung quanh, hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ tinh thần lực cực kỳ tinh thuần ngưng tụ tạo thành một chùm tia sáng, uy lực của cột sáng lập tức tăng vọt, sau đó lao ra, xé toạc đao mang sắc bén của quỷ diêm làm sao có thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô, sát chiêu mạnh nhất của quỷ diêm lại không cản được thế tấn công của lâm động. Tinh thần ba động thật mạnh. Đám người hạ vạn kim, đồng tố khiếp sợ, cỗ tinh thần ba động này cho dù là tam ấn phù sư cũng không bằng được, lẽ nào chỉ với một tháng ngắn ngủi lâm động đã mạnh tới mức này rồi sao? Hay, đám người lâm chấn thiên, lâm khiếu vui mừng thốt lên. Đồ khốn, đối lập với sự vui mừng của bên này, sắc mặt quỷ diêm trở nên cực kỳ khó coi, khi thấy đao mang của mình bị xé toạc, lại nhìn thấy chùm tia sáng vọt tới, hắn chửi thề một tiếng, nguyên lực hùng hậu nhanh chóng tuôn ra, hội tụ trên thân đao. Bá, hai tay quỷ diêm nắm chặt trường đao, bỗng nhiên giận giữ chém, thuần nguyên cương khí ngưng tụ ở trên thân đao giống như một thanh lợi khí, tạo thành những phong nhận một thổi qua, chém mặt đất thành những khe rộng. Một, phong nhận, đao hình trăng khuyết bằng gió, âm trường đao chém tới bổ thẳng vào chùm tia sáng tinh thần lực khi chúng tiếp xúc với nhau, một lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung nổi như thủy triều lan tỏa ra xung quanh, thuần nguyên cương khí của quỷ diêm từng bước bị ăn mòn. Sau đó bị đánh bay, một cỗ lực lượng đáng sợ chút vào thân thể hắn. Phụt, Sắc mặt Quỷ Diêm trong nháy mắt trắng bệch, sau đó đỏ bừng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay đi, kéo lê trên mặt đất vài chục thước, sau đó nặng nề đập vào một tảng đá. Thắng bại phân định trong chớp mắt, mọi người chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang lóe lên, sau đó đã thất Quỷ Diêm bị đánh bay ra. A! À, nhìn thấy Quỷ Diêm phun máu, chật vật khó coi, bầu không khí trong sân trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thốt bất ngờ. Bọn họ không bao giờ ngờ tới người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn ở viêm thành quỷ diêm, lại không phải đối thủ của lâm động. Thực lực của người này, thật mạnh, không ít thế lực có chú ý với mỏ dương nguyên thạch, của lâm gia nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi đứng trên trường kiếm lơ lửng trên không trung, sắc mặt của họ thay đổi liên tục, bắt đầu loại bỏ dần lòng tham, ngay cả cường giả như quỷ diêm mà còn bị bại trong tay lâm động, mình có đi cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Hát xì. Nhạc Sơn chăm chú theo dõi cục diện trận đấu, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Mặc dù hắn cố nén kích động trong lòng, nhưng hai tay vẫn nắm chặt, miệng phát ra một tiếng thở bất ngờ. Hắn biết Lâm động có thực lực không kém, cho nên mới tìm Quỷ Diêm để giải quyết, nhưng mà cảnh tượng hiện giờ làm cho bầu nhiệt huyết bừng bừng của hắn bị dội một gáo nước lạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong lúc sắc mặt Nhạc Sơn sám xịt, Quỷ Diêm lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên sự khó có thể tin tưởng, hắn không thể nào hiểu nổi, tại sao hắn lại bại một cách nhanh chóng tới vậy? có lẽ vì hắn không chú tâm phòng ngự ta không tin máu tươi phun như suối nhưng sắc mặt quỷ diêm lại trở nên dữ tợn vô cùng hắn gầm nhẹ một tiếng định đứng dậy thì máu tươi lại trào ra đứng giữa không trung lâm động hờ hững nhìn chằm chằm vào quỷ diêm hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống vị trí của quỷ diêm một cái ba thanh băng huyền kiếm mang theo hàn khí thấu xương chém thẳng vào đầu đối phương chuyện đã tới nước này đánh rắn phải đánh dập đầu hắn cũng chẳng phải là người ngại phiền phức dừng tay nhìn thấy lâm động muốn hạ sát thủ nhạc sơn cũng không nhịn được nữa phải quát lên lần trước ngụy thông đã bị lâm động giết chết bây giờ lại tới quỷ diêm thì sau này ai dám hợp tác với hắn trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc nhạc sơn đã hiểu lâm động này tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng mà ra tay quyết đoán và độc ác cho nên hắn cũng không ngây thơ cho rằng chỉ bằng một tiếng quát của mình có thể làm cho lâm động dừng tay bởi vậy đồng thời với tiếng quát thân hình của hắn cũng lóe lên trực tiếp xuất hiện trước mặt quỷ diêm nhạc sơn nhìn thấy nhạc sơn bất chấp quy củ xuất thủ sắc mặt hạ vạn kim cũng trầm xuống nhưng khi hắn định xuất thủ thì thanh âm của lâm động lại truyền tới hạ hội trưởng cứ để cho ta đi nghe thấy lâm động nói như thế hạ vạn kim nhất thời cả kinh lâm động muốn đối phó nhạc sơn đây là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn chứ có đùa đâu hừ lâm động nói câu này nhạc sơn đương nhiên là cũng nghe tiếng trong mắt hắn sệt qua vẻ độc ác nhưng mà không quá mức giận dữ quyền đầu tiên của hắn đánh bay ba thanh băng huyền kiếm sau đó thân hình hơn trầm xuống giống như một ngọn núi cao khí thế trầm ổn như núi cũng theo đó mà tuôn ra sơn nhạc quyền nhạc sơn tâm cơ thâm hiểm hắn hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt lâm động lớn mật muốn giao thủ với hắn tạo cho hắn một cơ hội hạ sát thủ tuyệt vời thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ trên đầu nắm tay sau đó hắn đấm một cú mạnh như trời giáng chùm sáng óng ánh từ trên nắm tay của nhạc sơn tuôn ra chùm sáng này có rũi bất định trông y như hình một ngọn núi nhạc sơn này đã cơ bản nắm giữ được tạo hình ý rồi nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt hạ vạn kim rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc tạo hình ý là con đường tất yếu phải qua để bước vào tạo hóa tam cảnh chỉ có lĩnh ngộ hình ý thì mới có thể tiến vào cảnh giới thứ nhất của tạo hóa tam cảnh tạo hình cảnh lâm động mau lui lại mang theo sắc mặt nghiêm túc hạ vạn kim vội vàng quát lớn nhạc sơn đang muốn hạ sát thủ lâm động không nghe lời hắn lui lai trong hai mắt của lâm động lúc này bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết nhạc sơn chính là cường giả đứng đầu viêm thành hiện giờ hắn đã tiến vào tam ấn phù sư bản mệnh linh phù kỳ dị nguyên lực đã đạt tới tiểu nguyên đan cảnh hắn muốn thử xem mình có đủ sức đánh một trận với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn hay không phù một luồng hơi trắng từ trong miệng lâm động phun ra ba viên bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung cũng bộc phát những tia sáng trói mắt tinh thần lực như thủy triền tuôn ra quán nhập vào trong phù trận trên đỉnh đầu xôn sao, xôn xao Thanh âm tinh thần lực dồn vào phù trận như một dòng nước chảy. Ngay sau đó, tinh thần lực đột nhiên tuôn ra dữ dội, hóa thành một cơn sóng lớn. Những tiếng y ủng vang lên, không ngừng lan tỏa khắp xung quanh. Hóa sinh bích ba, hai hai, hóa sinh bích ba, hóa thành sóng xanh sóng lớn bắt đầu khởi động. Ánh mắt lâm động lóe lên, cơn sóng tinh thần mang theo thanh thế kinh người, nặng nề va chạm với năng lượng quyền phong hình núi. ầm, một tiếng nổ rõ to vang khắp bầu trời, kinh phong chấn động khắp nơi, trực tiếp thổi bay tất cả cho dù là cường giả tiểu nguyên đan cảnh cũng bị ép tới mức không thở nổi. Bịch, thế tiếng công của Lâm Động không đạt được hiệu quả như trước, cơn sóng tinh thần chỉ ngăn cản được quyền phong của Nhạc Sơn trong một lát, sau đó ầm ầm đổ vỡ. Khi cơn sóng tinh thần biến mất, phù trận trên đỉnh đầu của Lâm Động cũng suy yếu theo, nó bập bềnh như sóng, sau đó nhạt đi, hoàn toàn biến mất. Thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn đúng là vượt xa tiểu viên mãn. Thực lực của Lâm Động này, Đúng là đáng sợ, lại có thể miễn cưỡng kháng cự được Nhạc Sơn. Đúng vậy, tuy rơi xuống thế hạ phong, nhưng Lâm Động còn quá trẻ. Lâm gia này đúng là khó lường, sau này không nên dính vào. Lâm Động cứng rắn đối chiến với Nhạc Sơn, nhưng mà không bị thảm bại, cảnh tượng này đã làm cho vô số người trong lòng dậy sóng, họ liếc mắt nhìn nhau và đều nhìn thấy. Nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao ở xung quanh, sắc mặt Nhạc Sơn sám xịt, căn cứ vào tinh thần lực của Lâm Động đã cho thấy, thực lực của đối phương siêu việt hơn Tam Ấn Phù sư nhiều. Từng này tuổi đầu mà có thành tựu như vậy, ngay cả một cường giả như hắn cũng lạnh bụng, người này, hôm nay phải giết. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Khi ý niệm đó hiện lên trong đầu, Nhạc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang đứng giữa không trung, lạnh lùng nói, "Vậy cũng chưa hẳn." Nghe vậy, Lâm Động mỉm cười, ngón tay lăng không điểm một cái. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, Nhạc Sơn dường như đã nhận ra cái gì đó, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người nhìn thấy một mũi kiếm mang theo hàn khí thấu xương. Giống như độc xà đâm thẳng vào quỷ Diêm đang bị thương, vừa chiến đấu với Nhạc Sơn, Lâm Động lại có thể phân tâm phát động một kích chí mạng với quỷ Diêm, tâm cơ như vậy, thực lực thế này, quả là đáng sợ.